Hello, chúng mình quay trở lại với Trần Văn Tùng và đến với video clip Văn Tùng sẽ cùng các bạn phân tích chi tiết lại những gì đã diễn ra tại cặp trận bán kết 2 giữa Thi 1 và Zido Gaming. Trận đấu này thì kết quả 3-1 cho Thi 1 là một kết quả mà chắc là nó phản ánh rất là đúng với thực lực của cả hai bên rồi ha. Và cùng xem xem là chúng ta sẽ cùng phân tích những gì đáng chú ý tại cặp trận này nha. Let's go. ok ngày hôm qua thì mình uh, hơi bận uh, tí lịch hẹn nên là hôm nay thì uh, ra clip phân tích hơi trễ uh, mình sẽ phân tích lại tối hôm qua livestream thì mình phân tích rồi nhưng mà hôm qua phân tích qua loa thôi hôm nay thì uh, phân tích kỹ càng hơn và rất là hy vọng mọi người xem mà thấy hay thì đừng quên để lại những lượt like và lượt subscribe để ủng hộ trên youtube của văn tùng nha do gần đây thì kênh chính của mình đang hơi bị bất đề xuất một tí á nên là mọi người xem mà lỡ có quên like thì uh, trước khi ao uh, uh, clip thì hãy để lại một lượt like cho video clip này của văn tùng nha bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu game đấu đầu tiên Game đấu đầu tiên là một game đấu khá là thú vị ở chỗ là JinDong Gaming được quyền chọn đội thì họ lại chọn bên phía đội 2. Mà các bạn biết là tỷ lệ thắng của đội 2 tại bán kết chung kết thế giới nó chỉ là một ván thắng và nó là một ván thắng duy nhất của T1, còn lại đội 2 auto thua. Ờ, tại sao bên phía của JinDong lại chọn bên phía đội 2? Bởi vì họ đã chứng kiến những gì mà T1 đánh cùng với Lining và bạn bạn các bạn thấy thì ở phía đội 2 T1 hay có những lượt last pick hiệu quả ở tại khu đường dưới. Và điều đó khiến cho bên phía đông phải lựa chọn bên phía đội 2 ở bán 1 Và mình nghĩ đây là một sai lầm đối với họ Đó là sai lầm đầu tiên Bởi vì đội 2 thì các bạn tưởng tượng là đội 1 sẽ có power pick Đội 2 sẽ có lượt counter pick Power pick đối đầu cùng với counter pick Thì những đội nào mà có bài nhiều hơn ấy, Họ mới đội 2 hiệu quả Họ mới có thể có những lượt last pick hiệu quả Còn bây giờ thì ưu tiên power pick nó vẫn sẽ là hơn Và bên phía của Zindong khi chọn đội 2 các bạn thấy là họ ban đi as để tránh việc thua đường khu đường dưới họ ban đi poppy để tránh việc là khi t1 đánh quá hổ báo đầu trận họ có những đường thắng thì có poppy này nó sang cướp rừng hoặc là nó đi băng trụ level 3 họ ban thêm calista để tránh việc là đường dưới sẽ có một uh, khu vực đường mà t1 sẽ có được calista cùng với kiểu như là ban calista là ban được thêm cả reata class chẳng hạn thì họ chấp nhận nhà rumble họ chọn đội hai họ không ban rumble và họ bắt buộc phải pick t1 biết là 369 đánh rumble không hay mặc dù là có biết là xếp mạng đơn thì rumble là con tướng mà gần như 369 spam liên tục trong khoảng 1 một tuần trở lại đây nhưng để mà đánh ra được con rumble khu đường trên theo đúng chất tướng của nó theo đúng như mong muốn thì nó là tương đối khó và thi quan chấp nhận nhả rumble anh em nhé họ có thể lấy rumble ở đây cho rất đánh ôn kèo nhưng không ngon họ lấy Orianna, đối phương pick rumble thì mình có cách khắc chế họ biết cách khắc chế rumble nếu đối phương không pick rumble thì quan sẽ ngay tức có hai power pick tại phase 1 là Orianna cùng với rumble ở đây thì chắc chắn là bên phía Jin sẽ không thể nào để cho T1 có được hai hai power pick phía đội một được. Một con Orianna power pick đã là một cái gì đó bên phía của Jin Dong đã không thể cấm hết được rồi. Họ ưu tiên cấm cho khu vực dưới và cấm rừng, họ không cấm mid. Faker phải Faker lấy con Oriana này và chỉ phải đánh. Faker chỉ phải đánh có ba con thôi anh em. Azir, Orianna và Sylas. Và cái cặp trận này các bạn thấy là Faker chỉ spam Azir và Orianna mà thôi. Nó là những con tướng mà đối phương không thể ban được vì có quá nhiều ưu tiên ban khác mà hở ra là faker sẽ pick mà đánh kèo người kèo xua gì ok hết nha đó hiện tại là faker chỉ đánh có ba con thôi không biết là đến trận chung kết thì có phải đánh đến con thứ tư hay không thì uh, bên phía này thi ban đi rakan để tránh việc là khi họ first pick Orianna đối phương sẽ không lấy được Rakan ở đây họ ban đi rakan là vì như vậy họ sẽ có những bao pick không phải là Xayah. đối với thi ban không phải là bao pick và họ cũng sẽ không để cho đối phương có được cả lẫn rakan nên họ ưu tiên ban rakan trước để họ first pick những con khác mạnh hơn con Xayah. vì họ có quá nhiều lựa chọn ở khu đường dưới đây anh em chẳng có lý do gì phải đánh xanh Yapa pick ở đây cả và sau đó thì họ ban thêm Nico cùng với Java vì phía bên kia ban rất là dị họ ban thêm con Kalista ở đây Thì thiếu An phải loại đi ngay lập tức hai power pick là Nico và Java thường đội hai sẽ ban hai con này nhưng bên phía bên kia thì ban nhắm xuống khu đường dưới của thiếu và thiếu An cũng muốn có những power pick mà đối phương không thể nào có lại những power pick khác thì các bạn thấy là bên phía bên này Jin Đông có một power pick Rumble nhưng power pick nó phải đi kèm cùng với đó là người chơi đánh được thì 369 lại đánh Rumble thứ nhất là không tới kèo không thấy kẻ vẽ trong cái này là hoàn toàn là vấn đề người chơi thôi anh em vấn đề người chơi vấn đề con tướng mà người chơi đấy không chơi nhiều thôi các tốt của lpl khác như kiểu là zika đánh cũng không được con rumble pin đánh con rumble này cũng không ra chất tướng mặc dù vậy thì cái trận đánh với doran thì vẫn có thể thắng được doran còn ba pick vào thì thứ nhất là bị thi khắc chế bằng cách là đánh vòng rừng dị của honor thứ hai là rất xử lý kẻ á trong rumble tốt quá này hoàn toàn là yếu tố con người anh em nhé là từ ván hai trở đi là bên phía Jin đông phải mặc định ban con rumble giống y chang lining Lining họ nhận ra vấn đề <laughs> sau đây các bạn Lining họ nhận ra vấn đề họ ban con rumble này rất rất sớm mặc định ban không cần phải suy nghĩ nhiều còn Jin đông thì đây là BO5 họ muốn thử nghiệm chọn đội hai tránh việc đối phương sẽ cao tới pick khu vực đường dưới ờ, sau đó thì pick rumble của T1 để tránh đối phương có hai power pick phay một ok cho mình lý giải những cái ban pick của cả hai bên ha còn hiện tại thì reo là một con tướng rất ngon đánh cùng với Oriana hay Azir cũng được cặp mid rừng này là cặp mid rừng mà mình nghĩ là hiện tại T1 đang vận hành rất ổn và được coi là ổn nhất trong số những cặp mít rừng mà mình nghĩ là thiên có thể pick thì đây là cặp mình nghĩ là họ tự tin nhất họ thuận tay nhất và tác dụng của nó cho team fight thì không bao giờ thiếu cả rồi sau đó họ lấy một con a trong khu đường trên đánh kèo với rumble họ kiểm soát kèo này rất là tốt rất có đủ kỹ năng cá nhân để làm điều đó với phía bên kia thì di tông có cái gì ạ akali với cả Vi, đây không được tính là hai power pick đây chỉ là hai con tướng bình thường cho cái bể tướng của can, của nai và canavi thôi mình không cảm nhận đây là những power pick và tính ra bên phía của Jin Dong tại phase 1 họ chỉ có được một power pick là Rumble nhưng khi rơi vào tay 369 nó là một lượt không phải power pick. Còn T1 thì có được quá, chỉ, quá trời quá trời tướng thuận tay rồi. Thứ nhất là một Orianna thuận tay khu đứng giữa của Faker kết hợp cùng với đi rừng của Honor. Thứ hai nữa là một chất tướng khu đứng trên mà rớt đã có được một con tướng thắng đường khu đứng trên so với con Rumble này và họ triển khai vòng rừng đầu tiên mà bên phía của Jin Dong đã bị hở sườn. Tới phase cấm thứ hai thì bên phía của Jin Dong ban đi Caitlyn cùng với Senna. Ban Sena là ban được rất nhiều cặp bot của T1 thời điểm này. Ban thêm Kathleen nữa thì các bạn thấy là tổng cộng có tới 4 vị tướng đường dưới của t đã bị cấm đi. Họ đã phải cấm thêm cả Naughty và class Thì hiện tại về mặt xạ thủ Winland khu đường dưới chỉ còn có, có Varus thôi. Hoặc là thậm chí một vài đội mà thích đánh kiểu đánh mạo hiểm thì đánh Raven, đánh Oni nữa. Nhưng mà t rõ ràng là với cánh trên đã có được những cái bảo pick. Thứ nhất là Orianna đường giữa dành cho Faker. Thứ hai là một kèo mà rất tự tin là nó kiểm soát được và nó sẽ thắng đường. Thì ngay lập tức họ pick cặp bot đánh thủ hòa và chỉ cần cánh trên có lợi thế thôi là con ba này nó free ram. và con Jin ở đường dưới nó có thể tự chơi thì bên phía của Jin đông suy nghĩ cho lựa lựa chọn cuối cùng của họ là họ lấy con gì bây giờ bây giờ hỗ trợ Ram Rakan là con số 1 đã bị loại con ba thì bị pick mất rồi nếu như bây giờ mà không pick một con áp lực khu đường dưới cho con Jin này thì con ba nó free ram mà nó không phải sợ là Gumayusi sẽ gặp nguy hiểm nên là lượt pick cuối cùng thì bên phía của Jin đông. họ lấy Alista để áp lực băng trụ con Jin trong lúc mà Kera di chuyển nhưng mà cái hay của T1 ở ván đấu đầu tiên là bot họ Winland anh em ạ. Cặp Jin với ba mà còn hơn CS Saya và Alista luôn, phải pick Alista để băng trụ khu đường dưới hoặc là để tấn công con Jin mà. Nên là bị một vấn đề là con Alista đi đường rất là yếu. Và qua đó thì Guma có một dạng đi đường đầu trận rất là thoáng tay, farm rất là tốt. Có lợi thế đường dưới. Và con Jin thì nó là con mà đó giờ rồi. Cái cặp Jin với ba là cái cặp mà ngày xưa đi đánh anh em. Thời mà Ghost với cả Bell đánh ấy. Một thằng thì roaming, một thằng thì gọi là siêu thủ hòa khu đường dưới. Nên là đây là một cặp bot mà mình nghĩ là T1 đã rút ra rất là nhiều kinh nghiệm sau nhiều những mùa giải thi đấu chuyên nghiệp. Thì họ nhận ra là đôi này đôi đánh cánh trên cực kỳ hay. Ngoài ra nó sẽ còn những con như kiểu là Rakan đánh cánh trên này. py này. Con Pai cũng là một con roaming đánh cánh trên rất là nguy hiểm trong tay của Carrier. Mà ngày hôm nay là chưa có dịp dùng. Có một ván thì bị ban. Còn những ván còn lại thì ưu tiên con ba này nhiều hơn. Và để triển khai những lợi thế cánh trên thì T1 đã có một vòng rừng rất sáng tạo của Honor với phía Jindong đã không thể phản xạ kịp ấy. Không bị biết... Họ còn thậm chí không có thông tin nữa cơ t 1 di chuyển vào và cắm được một con mắt ở tại khu bùa đỏ đối phương một cách rất là thoáng tay và họ gần như không phát hiện ra bất kỳ một động thái nào đến từ bên phía của di trong việc đáp trả cả và sau đó thì honor có một cái vòng rừng mà rõ ràng là con rumble của 369 cút vòng rừng này không những là rumble cút mà con vi của canavi cũng cút luôn con vi của canavi không biết là đối phương cướp rừng của mình họ không cắm mắt lại ở sông trên và trong khi đó thì họ còn bao nhiêu cái mắt vào tổ anh em họ còn 1, hai hai con mắt vật tổ cánh trên một con mắt vật tổ mà 369 đã cắm ở tại sông trên và con mắt này hoàn toàn không phát hiện ra con rail chạy từ team 1 sang team 2 cướp rừng sau nó vòng ra phía sau cút cút con rambo chưa và sau khi canavi bị mất thời gian đi từ khu cánh dưới lên thì lại không tạo được áp lực cho cặp bot phía t1 không hề tạo được áp lực cho cặp bot nên là bot t1 những cái đội đầu đánh đi đường với alista thì bạn thấy là quá chiêu rồi đối phương đã bị mất rất nhiều thời gian và canavi vì lên cánh trên biết là rừng mình không còn cái gì cả một con rail level 3 cầm cho mình bùa đỏ với 12 cs ở khu đường trên thì canavi nó thừa biết là vòng rừng cánh trên nó không còn cái gì cả chẳng có cái gì để farm cả ra mid ganh faker một mạng không gánh được faker mặc dù không cầm tăng tốc pha nha vẫn rút lui được và sau đó thì faker cái tham minh dịch chuyển của faker đây là một điều mà các bạn để ý này là faker không hề tiếc dịch chuyển sớm tầm 2 phút mấy 3 phút vẫn dịch chuyển được miễn làm sao mà cái dịch chuyển của Oriana nó hồi kịp ở con sứ giả nha đây là một điều rất quan trọng đây là một cái cách vận hành dịch chuyển cực kỳ hay của Faker tại thời điểm này là Faker không tiếc dịch chuyển sớm chấp nhận là sẽ bị thua đường hoặc là bị về nhà lần đầu tiên với một lượng trang bị mang ra không tối ưu nhưng chấp nhận thua khoảng chừng 1 đến 2 tên lính nhưng đến sứ giả sẽ có dịch chuyển để PK và quả này Canavi ganh đường giữa không ganh được cướp rừng thì bị Faker phá và Faker chấp nhận là thua pha Kali phía bên kia. Thua pha Kali phía bên kia, lần về nhà đầu tiên cũng chỉ có được 14 CS mà thôi. Mất nhiều thời gian hơn mất thêm dịch chuyển trở lại khu đường giữa. Những cái tham minh dịch chuyển 322 này nó đủ để Faker TP ở phút thứ 8 để lấy sứ giả, lấy áp lực sứ giả. Thì vừa rồi KanaVi các bạn thấy không? Cái vòng rừng đầu tiên fan được ba bãi dưới, chạy ra mid ganh fail, ganh không ganh được. Vào cướp bãi chim cũng bị Faker phá không cho pha, không cho pha bãi chim. Và carry cái cái bot mà vòng rừng đầu con vi nó quá thọt con vi cầm bùa xanh level ba đứng ở đây chắc chắn là farm ba bãi này và sau đó thì áp ca rồi thế nên là bot t rõ ràng là carrier đi ra đến nơi đặt hai cái w ở đây tạo áp lực khiến cho nai không dám tấn công faker mặc dù là tình huống mà nai có thể gọi là hơn cấp độ thì tại sao carrier di chuyển được như vậy vì guma đang farm quá chiêu khu đường dưới rồi và đường trên sau cái mạng này là ba sao chín cút nhá cái quả này ghen nhìn nó hơi ghê một chút bởi vì sao bởi vì rất level 2 nhưng mà thực ra con rumble cũng level 2 rồi. cái tham minh clear dừng của honor lên khu đường trên với level 2, nó rất là tốt Rumble level 2, Aatrox level 2 thì uh, nó không bị quá khó khăn cho Thi 1 trong việc ăn chiến công đầu lại còn nhường lại dành cho con Aatrox này nữa. Một kèo khó về mặt chất tướng, có lợi thế đầu trận. Và 369 chắc, chắn là sau cái quả vừa rồi là thấy không có TP là thấy khó chơi rồi. Rớt được nhường chiến công đầu về nhà TP trở lại, chặt 3 quy vào đầu. Ngập. Đánh level 6 là bị solo kill rồi. Thì các bạn thấy là cái cách vận hành đội hình này của T1 đầu trận nó là một cách vận hành hoàn hảo. Hoàn hảo các bạn kể cả các bạn trong trường hợp các bạn thấy là có cái thông tin ở khu vực sông trên mà Canavi biết được honor sang cướp rừng đó, cũng chưa chắc đã phản ứng được bởi vì sao bởi vì kèo mid này này lái kèo mà con Oriana đầu trận nó không thể nào nó đẩy thua con Akali được Akali không có gì để đẩy với con Oriana này hết anh em nên là việc sang cướp rừng của Thiên là hoàn toàn có cơ sở và khi cướp rừng như vậy thì nó lại còn có một cái hiệu quả nó ngoài mong đợi là đối phương không có thông tin Rừng đối phương mất thời gian tốc đối phương bị canh chết mà còn tốc biến nó không làm được gì thì đó là một thành công quá lớn đầu trận cho phía T1 rồi. Đặc biệt là một cái kèo mà chúng ta đánh giá là một kèo khó dành cho Zeus thì lại có lợi thế sớm. À, bot này các bạn thấy không? Bot đi đường win luôn rồi. Bot đi đường farm hơn đến từ vị trí của YUC. À, Keria thì rõ ràng là mặc dù Faker sẽ phải hy sinh một chút với dịch chuyển sớm. Farm có thể thua so với Akali. Nhưng mà giá trị mà Faker mang lại với tình huống gây sức ép tại bãi chim nhà mình cùng với những sự hỗ trợ đến từ Keria khi mà fake hy sinh như vậy nó cũng giúp cho cái khoảng cách trên lệ đường giữa nó không quá lớn nhận bắt dòng đầu ha cái nhịp tham minh này là, là cái nhịp mà bên phía của Jin Dong biết là fake thua level so với nai Faker sẽ không đi được Nên là đối phương ăn dòng bỏ bỏ không vấn đề gì nhá và mục tiêu của thi sẽ là gì đánh cánh trên đánh cánh trên xoay quanh con a chóc này là chủ yếu cánh dưới sẽ hỗ trợ sát thương cánh trên có lợi thế không có hai mạng một mạng solo kill một mạng được ganh trên cung đầu có lợi thế cánh trên triển khai đánh sứ giả với một con ba ra mình điều kiện thắng nó là như vậy đây anh em điều kiện thắng của thiên ván này không phải là bot đè đối phương ra ăn khiên trụ hay là ăn rồng đầu nhờ áp lực tới từ cặp bot không phải điều kiện thắng của họ có thể mất con rồng đầu không vấn đề gì dùng áp lực cánh trên của mình với một con a chóc xanh được nuôi con rumble bị solo kill xong về đóng luôn cái giảm hồi máu luôn anh em đam rất ít nó chỉ có hiệu ứng thôi đám rất ít anh em ạ. Đây là tình huống EW uh, Q1 sang ngang đớp hạ giật về Q2 chí mạng xong rồi bật chiến binh lại thấy đánh tay là chết rồi. Không một vết xước. Xử lý combo chóc mà chẳng có gì để chê trách cả. Không có gì để bàn cãi cả. 369 còn tốc biến nhưng mà không tốc biến nhá. Tốc biến đi rồi phương tốc biến theo cũng chết thôi. Thì cái kèo mít các bạn thấy rồi. Mặc dù faker farm thua, chấp nhận farm thua. Nhưng mà ít nhất là faker sẽ tạo được cái thế lính đẩy khu đường giữa chỉ mất con dòng đầu thôi còn đường dưới thì bot guma đi đường rất tốt rồi chấp nhận mất dòng đầu vì không có áp lực đến từ Facebook cực ở cái tình huống level 6 kịp so với level 6 của Akali không vấn đề gì nhá đánh sứ giả mục tiêu đánh sứ giả với một con ba raming lên trước và như mình đã nói thì cái bot của nó có lợi thế bot T1 có lợi thế nên là Guma Yoshi và Keria cũng sẽ di chuyển lên kịp khu vực sứ giả và Keria luôn luôn đánh sứ giả level 6. Thay vì đánh ở 8 phút không không sứ giả xuất hiện đúng không? Không, chậm lại một nhịp, 8 phút 40 mấy cũng ok, không vấn đề gì. Miễn là nó ăn trước con rồng nguyên tố thứ hai là ok. Bởi vì họ đã mất rồng đầu rồi, họ phải cầm áp lực sứ giả đánh rồng 2 chứ anh em. Miễn là trước khi rồng 2 xuất hiện, đánh sứ giả xong là ok. Và pha này, Keria có chiều cuối. Đây là một sự khác biệt so với hỗ trợ đối phương và đây là điều mình đã phân tích cách đây khoảng đến một năm hơn rồi là luôn luôn carry lên cánh trên khi bot T1 có phong độ đi đường tốt họ sẽ có lợi thế về mặt cấp độ và đây là tình huống mà mặc dù missing vẫn lên được level 6 nhưng mà bước vào một phao tranh như thế này thì bên phía của T1 đã có một cái góc rất là đẹp cái quả này missing lên 6 nhờ kinh nghiệm sứ giả vãi thật nhưng mà trước đó vì nó không có chiêu cuối nên nó không dám mở láo ấy nó không dám mở láo ở phía bên ngoài nó chỉ đứng ở co cụm ở vị trí như này mà thôi và mặc dù kết hợp kỹ năng pha này thì chưa thực sự mắc ping đến từ phía 1 nhưng mà nói chung là đối phương ở một cái thế giao tranh rất là tệ luôn rồi và cái pha này là cái giảm hồi máu của con Rumble nó khiến cho rất bị thiếu đốt chết và không hồi máu được nhiều lắm đến từ cái W của con con ba không có đắc thắng anh em ạ à, bảng thiên thạch nên là không có đắc thắng nhá 26 máu này hình như là từ cái điện an lạc của Keria thì phải. Nhưng mà điện an lạc nó chưa ủ được nhiều nên là nó không hồi được nhiều máu lắm. Nhưng nhìn chung đây vẫn là tình huống giao tranh thắng trên phía của t Missing Flash đi vẫn bị phát bắn dí theo và Guma có cho mình hai mạng. rất mặc dù nằm xuống nhưng rất vẫn có được một mạng nha. Như đó là đủ rồi. Như đó là đủ rồi. Mất con sứ giả nhưng mà lại có được ba mạng hạ gục cho bên phía, chứ là bốn mạng hạ gục cho phía của Lời. Quá lời một mạng cho Achok, hai mạng cho Jin. Đây là một cái thế giao tranh ở bên phía của Jin Đông là một cái thế cực kỳ xấu luôn. Và Honor Faker đã có một pha combo combo chung với những tình huống chặt quy trước đó của Zeus. Thế giao tranh giữa lưng vào tường và sau đó thì phải bung spell để rút lui nhưng mà bung spell xong thì vẫn vẫn đi mà carry đánh con ba này khó chịu thật sự pha tranh thắng với những mạng của chơi bên phía t one một mạng cho faker hai mạng cho guma và một mạng thì cho zeus quá tuyệt vời chỉ quả này bị ganh chết thì đây là cái kèo mà à, hay có mấy quả đánh như này lắm anh em là lấy khu đứng trên cam để gỡ lại cho 369 369 thua cái kèo này hơn hai cs rồi với cái tên này mà rớt nếu mà tỉnh táo cắm mắt ở đây xong thì chắc là không chết được đâu rất tham cắm mắt ở bên này đi luôn cũng may là không mất mục tiêu dòng cánh giới chưa ra anh em nhé và các bạn nhìn cái phần rừng ở bên phía dinh đông này mắt không mắt quá trời là mắt luôn đối phương gọi sứ giả khu đường giữa vì chả có cái đường nào thắng để mà gọi sứ giả theo kiểu là ăn chung một tập bản đồ ấy và rừng đối phương lộ cánh trên một phát là kerry đi nó cắm mắt sáng trưng phần rừng đối phương bot có lợi thế và đẩy tầm nhìn vào sâu phần rừng đối phương là điều cần thiết để chuẩn bị cho giống hai mid thì faker vẫn tiếp tục cái khả năng đẩy đường của bọn Orianna. và đến con rồng nguyên tố thứ hai thì bên phía của t quyết định đánh và ngày hôm nay honor trừng phạt không thua canavi chỉ mất đúng một con rồng gió mà thôi tôi nhớ không nhầm là mất đúng một con rồng mà thôi còn lại trừng phạt là honor auto trừng phạt thắng canavi anh em nhé nếu như là Canon thì có thể gọi là... Nếu như gọi là phải cạnh tranh trừng phạt cùng với kiểu canon thì có thể gọi là hơi rén một tí. Cái <laughs> nó trừng phạt ghê quá. Nhưng trừng phạt với cả Canavi là rừng thuộc dạng là rừng... rừng Aziat. Rừng gọi là xuất sắc nhất LPL tại thời điểm này. Nhưng mà trừng phạt Honor rất tín. Ảo chưa? Sau đó thì Honor pha này đổi được tới hai mạng. Thấy Akali TP top một cái thôi là di chuyển vào gây áp lực luôn. Sau đó đổi được tới hai mạng trên phiếu T1. Đổi vẫn rất lời. Toàn đổi cho cỡ kiểu Oriana mạng thì các chủ lực của T1 ván này quá xanh rồi. Một lệnh sóng âm hai người và ép chiêu cuối của Ruler nữa. Ok ha một dạng early rất tốt trên phiếu T1 họ có thể chấp nhận mất con rồng đầu họ đánh thắng con sứ giả thứ hai mặc dù mất sứ giả nhưng mà không có cái len nào của họ bị đe dọa bởi sứ giả đối phương cả len nào cũng ở thế lính đẩy len nào cũng có lợi thế nên là họ không bị áp lực bởi con sứ giả đầu quá nhiều tất nhiên là nếu có sứ giả ở trong tình huống trước đó nữa thì nó lại còn nó lại còn mắc ping nữa anh em ạ nó lại còn có thể lợi thế cho phía T1 nhiều hơn thế nữa nhưng mà kể cả là mất sứ giả các bạn thấy là họ vẫn có thể triển khai dòng hai rất là thoáng họ có thể cầm cái lợi thế đầu trận với những mã của có được để triển khai một con giống hai mà các bạn thấy là canavi bị ao trừng phạt xong bất lực luôn đây là một lợi thế early quá lớn cho đình này phía thi 1 rồi và rất đúng cái điều kiện thắng là bot hỗ trợ support raming cánh trên có lợi thế hai đường đơn đều có lợi thế và đây quả raming lên cánh trên với thiên mệnh mớm một mã cho rớt đây là những tình huống đi rom của một con ba trên thế thắng con ba trên thế thắng nó một con tướng rất nguy hiểm và nó lăn cầu tiết rất là mạnh ở đường đơn lên đường trên mớm cho rớt thêm một mạng pha này thì <laughs> on a... quy đúp hơi mù mắt tí không sao không sao không sao tạo áp lực Tả áp lực cho ruler để ăn máu trụ mít thôi đó đường trên con rumble 2 năm rồi này một lượt bao pick đến từ phía Jindong như mình đã nói rồi. Đây không phải là bao pick cho Jindong. Vì 369 bị khai thác. Bị T1 kiểm soát. T1 có cách để kiểm soát Rumble. Còn nếu như bên phía Jindong nhả Rumble cho phía T1 pick thì họ không có cách nào kiểm soát anh em. Họ không có cái khả năng để kiểm soát con Rumble của đối phương. Nó sẽ quá mạo hiểm nếu nhả. Pick vào thì không hiệu quả. từ ván sau đó các bạn thấy là bạn ban mặc định. Rất có trụ tốt. Trụ một toàn bản đồ cho một con A -trop quá khỏe đã ăn được bốn mạng sẽ là có tiện tiền tiền trụ xong rồi lên đồ kiểu kiếm răng cưa nữa là đi đẩy lẻ con chóc này nó không bị áp lực gì nhiều mặc dù là vi là một chất tướng đi rừng áp lực đường cánh rất là tốt ở cái giai đoạn silent một cái thế mà bên phía tiêu ăn gọi sứ giả một phát là có trụ luôn cái thế thắng đường của họ Thấy win, win game của họ thả sứ giả sứ giả hút chắc chắn là vào trụ 2 rồi sẽ team thì quả này là một tình huống team bên phía của đầu tiên là một phát click nhầm của ruler mình nghĩ là ruler kích cái mầm ấy kích mầm sau đó kích chuột phải và ăn mầm xong đi nhầm ấy sẽ thấy là bị mất cái r 1 nhưng mà sau đó thì bên phía của di đông phản xạ có là rất nhanh kiểu như họ đánh xe canh ruler quen nữa ruler có bị vấn đề gì là họ ôn in lên, lên, họ cứu ruler liền à thì phải này họ quyết định bắt vào rớt thì rất quyết định tốc biến về trụ và câu được khá là nhiều thời gian faker cũng có một tình huống dịch chuyển khá là thông minh và dịch chuyển là nhảy số rất nhanh luôn đó. dịch chuyển ngay lập tức vào trụ để phát động một pha tấn công ngược trở lại canavi đâm vật sâu quá và sau cú xoáy này thì team pha chắc chắn là win rồi ruler thì bị faker dí đấm tới chết còn nai thì tốc biến theo một con zin còn tốc biến guma đơn giản là tốc biến né cái phi tiêu là sống luôn và thế là quét sạch cho t1 họ kiểm soát những con giống nguyên tố rất là tốt luôn các bạn họ chỉ bỏ dòng đầu vì cái áp lực đứng giữa đối phương lớn hơn một tí ở level sáu so với level năm thôi còn sứ giả hay là dòng nguyên tố ván một này phía tiêu ăn họ kiểm soát họ lan cầu tuyết họ xử lý biến số rất nhanh và dinh đông là một team mà được coi là đánh team file rất là ghê rồi nhưng mà ván này hoàn toàn bất lực hoàn toàn bất lực nhìn về cái thế của bên phía dinh đông trong ván này không có một đường nào thắng luôn các bạn nhìn không thấy ai gánh team ấy thì thường vào những cái thế như vậy là canavi nó phải làm cái gì đó nó đi đi khủng khủng xong rồi nó gánh tim với những mạng gục thì nó ganh đường trên được một mạng của rớt hết rồi hết rồi không ganh được đường trên nữa và cũng không ganh được đường dưới luôn bởi vì rõ ràng là đường dưới bên phía t đi đường quá hay với zin và ba họ vẫn thắng đường được bộ đôi đường dưới đối phương vì đối phương pick con alista và khi cái đường dưới họ thắng đường họ kiểm soát hoàn toàn bản đồ và canavi không thể ganh cánh dưới được không thể ganh cánh dưới được mà vào team pha thì các bạn biết là chất tướng bây giờ thì vi nó khó dùng rồi có ngộ không dùng được thì nó lại bị là mất hết áp lực ở khoảng chừng sáu phút đầu bảy phút đầu nó không có áp lực thì rõ ràng thời điểm này như mình đã phân tích ở cái clip mà phân tích trước trận đó, thì bể tướng của Jin Gaming bị meta này làm khó meta này không còn là vi kha dích gu không không còn là những chất tướng đi rừng mà thường tấn công mạnh như là ly xin các thứ nữa là Canavi cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều bởi cái bể tướng hiện tại nó chỉ xoay quanh những con rừng chống chịu là dễ chơi thôi và thi quan thì họ đánh ra early quá tốt rồi vừa là vòng rừng đột biến vừa là đi len ghê vừa là xử lý team các mục tiêu tốt ngợp trên phiếu gì đông quá à. tranh lệch hơn 6.000 tiền hai dòng một hai dòng so với một và Keria nó cứ lao lên nó mở. Con Ba này, xin nhắc lại, nó là con tướng đánh mình và nó đánh trên thế thắng vô cùng khủng khiếp. Nó là con tướng mà khi mà nó đã ở trên thế thắng rồi thì... Nó là con tướng vô cùng mạnh. Nó có khả năng lăn cầu tuyết cánh trên vô cùng hiệu quả. Đó là lý do vì sao mà thời Damwon 2020... Họ bá đạo bởi vì là top Nuguri với Mid Showmaker nó đi đường... Nó đi đường cực kỳ ghê anh em ạ là Barrel cứ pick ba và ram ram cánh trên cho hai đường đơn thôi là hai đường đơn gánh hết rồi boss ghost siêu tự chơi thì nó lý do vì sao họ vô địch còn thời điểm này thi cũng đang vận hành cái lối chơi như vậy tất nhiên đây không phải lối chơi chủ đạo của thi quan họ có nhiều lối chơi lắm và thấy là họ có những ván họ đánh xuống bot nhưng ván này họ đánh cánh trên vòng dừng đổi cánh trên hỗ trợ cho rớt và faker đặc biệt là rớt người đang có khả năng gánh tim với cái bể tường đấu sĩ hiện tại là khá là rộng và đánh xử lý kèo người kèo xua gì đều tốt cả quả này thì honor hơi fail một tí với quả w nha nên chờ cái w qua chóc giật về lần hai sau đó thì về con rumble nó không có cách nào để né cái w chóc hết anh em nó chỉ có thể lách sang đây thôi này nếu mà dính cái w chóc mà đi bộ thẳng như này thì thường là chắc chắn là bị giật về ấy. Hoặc là phải có giày bạc xong chạy sang ngang góc treo chéo này thì may ra sống này nhưng mà góc treo chéo như này thì cũng bị cc à thì quả này nếu mà honor chờ con rumble bị đứt hai giật về thì đứt Q sau đó thì lượm thôi ông ấy đứt sớm quá đứt hai chưa giật về xong ông còn quy xịt <laughs> không sao nhá tiểu tiết tiểu tiết nó chỉ là một tiểu tiết trong một màn trình diễn ấn tượng của uh, của honor mà thôi chúng ta không nên uh, xoáy sâu vào tiểu tiết bởi vì dù sao thì đây vẫn là một trận thắng mà một ván thắng nữa mà giao tranh không cửa nào cho phía dân đông hết đội này có thiên an bị vấn đề là hạn baron thì không nhanh lắm họ có con gì bốn viên ăn baron cũng không phải là nhanh lắm tại thời điểm này Oriana không phải là Oriana mặt nạ nữa. Nên là họ sẽ gắng gây sức ép để ép đánh mở bắt lẻ. Chứ bảo ăn in nữa thì nó sẽ tức là mất rất là nhiều tài nguyên. Thứ hai đối phương sẽ có thời gian phản ứng kịp ấy. Thế là tình huống ép đánh rõ ràng là ép đánh rồi, họ có công cụ mở chứ. Họ có công cụ mở là reo nếu mà tầm gần thì reo sẽ flash đứt rờ các thứ. Còn tầm xa thì là con bạt này của con con ba này của Carrier. Phải Canavi không không flash cũng gọi là trì lắm đó ha. Nó tưởng rất quả này đâm vào hơi sâu chết rồi chứ nhưng mà nó hút máu lại với Q2 xong rồi Faker xoáy ba rất chặt hết các bạn thời điểm này thì tranh lệch về mặt tầm nhìn tranh lệch về mặt trang bị của cả hai team đó là khá lớn rồi Và gần như bên phía của Jin Dong sẽ không có cách nào để team fight hết thế bạn thấy team fight xong mid dừng bên phía Jin Dong còn nguyên hai cái R còn nguyên flash các thứ ở đây không dùng được ao đồ quá thì ván này các bạn thấy là bị thua ba đường bị thua ba đường hết đội hai cao pick cái gì ạ cao pick alista không hiệu quả rõ ràng là lượt cao pick với phía đội hai nó phải là lượt cao pick tạo nên sự khác biệt thì con bò này nó không tạo được sự khác biệt gì cả ở đây là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là cái power pick cho phía T1 là con oriana này ván này phải có đánh quá hay từ tham minh tp sớm từ việc giữ bãi chim cho đồng đội từ việc đẩy đường để hỗ trợ áp lực cho tới những tình huống sóng âm perfect perfect đó là ván 1 ha. Sang ván 2, Zin Đông bắt buộc phải đổi, họ không thể nào chọn đội hai được nữa. Đó là một cái chấm hỏi rất là lớn trong tôi. Là tại sao Zin Đông lại chọn đội 2? <laughs> <laughs> sau đó thì họ nhận ra là họ không đánh random được. Ban ban mặc định luôn, 100% ban suy suốt cặp B5 này đánh đến ván đấu thứ năm cũng phải ban và first ban không phải suy nghĩ nhiều Thì tất nhiên là bạn cũng không phải suy nghĩ nhiều mà, thi cũng vậy, thi vẫn chẳng phải suy nghĩ nhiều, chắc chắn bên kia sẽ ban con Rumble lượt first ban rồi nên tính toán ban pick nó sẽ thoáng hơn thắng rất nhiều thì ván hai cái ban pick của thiêu An mình nghĩ là nó không có vấn đề gì lớn chỉ là cái triển khai trong quá trình triển khai thì thiêu ăn triển khai nó bị fail một vài tình huống dẫn tới việc là họ bên phía dinh đông giao tranh thắng mình nghĩ là sai lầm của ván hai bên phía thiêu An á nó là những sai lầm nhỏ nó không phải là sai lầm quá lớn chỉ là với cái điều kiện thắng của thiêu An cái đánh với Zin đông nó phải là win win game thì các dạng early họ không lead được nhiều như là bên phía của ván một ván hai thì bên phía đội hai ban mặc định Nico Zavala đấy là hai con tướng mà Siwon hay ban ban thêm con Raikan nữa giữ lại thôi đổi về ban như thế thôi ban Rakan để tránh xe Rakan. ban Rakan để tránh việc đối phương sẽ tác động xấu vào các đường đơn của Siwon ban Nico Zavala mặc định thì bên này thì ban Poppy ban thêm con Akali của Faker mặc dù Faker chưa đánh Akali bất kỳ một lần nào ở tại chung kết thế giới năm nay nhưng vẫn ban thú vị tất nhiên là ban như này thì họ sẽ phớt được con Orianna và họ chấp nhận nhả Azir cho Faker rồi thì anh già cứ lấy Azir vào còn Ash này cũng quan trọng nha Bot T1 ưu tiên Caitlyn và Ash đây là một cặp đôi đường dưới để họ có thể thắng đường nhưng mà thực ra ván này thì thắng đường ở mức độ nhẹ không đến mức gọi là thắng đường quá nặng Bot bên phía bên kia Jindong quyết định lấy một con Kalista và T1 trong khoảng thời gian vừa qua Missing nó tập con Senna rất nhiều nha họ đã có Ash họ đã có Caitlyn rồi họ rất là tự tin rồi họ tự tin là họ thắng đường khu đường dưới một cách triệt để họ tự tin là họ có thể dùng hai chất tướng tay dài này để win lên dưới bot kể cả đối phương là Kalista cùng với một cái gì đó ở đây nhưng mình nghĩ là họ không ba Sena nó khiến cho đường dưới của họ khó khó snowball hơn con Sena là một con thứ nhất là tay dài thứ hai nó rất là lì lợm nó hồi máu rất là ghê và nó cũng có khả năng hỗ trợ dọn lính bằng những đòn đánh tay cho con Kalista để tránh những tình huống big wave tràn trụ thì có lẽ thì T1 đã không biết là Missing lại có thể đánh tốt con Sena như vậy và đối phương cũng cũng, khó để mà biết là đối phương sẽ đánh Kalista cùng Sena luôn. Nên họ ưu tiên ban và hai hỗ trợ mở. Họ sợ là những pha dừng Canavi xuống và hỗ trợ mở thì Missing sẽ mở được vào những xạ thủ như là Ash, như là Kathleen. Thì họ ban vào hai hỗ trợ mở. Nauti và Big Rank. Phía bên kia thì ban Gwen của Zerg cùng với Rell của Honor. Không thể nào để cặp Rell cùng với Azir xuất hiện được. Cái combo Rell, Azir, Rell, Oriana là những combo rất mạnh. Nhưng Canavi không đánh họ hoàn toàn có thể lấy con rèo ngay đây này anh em này họ hoàn toàn có thể lấy rèo ngay đây khi mà t1 pick vào hai con này nhưng tại sao họ không đánh như vậy mặc dù là t1 vận hành rèo cùng với oriana các bạn thấy không t1 vận hành rèo oriana rèo asia vô cùng tốt nhưng mà canavi không đánh được rèo canavi không thích đánh rèo thì đúng hơn nó không phải là bể tướng của canavi nó không phải là lợi thế của canavi canavi phải là vi phải là Kha'Zix, phải là gu không phải là ly xin gì gì đấy hoặc là cùng lắm đánh mau thì phải là mau với dây của nai để nai carry ấy thì đó là vấn đề về tướng của Canavi và họ lấy vi cùng với Oriana tất nhiên là vi của Canavi vẫn rất là ghê à, nhưng mình nghĩ là ván này nếu mà bảo là Canavi đánh con vi này vượt trội so với cặp mít rừng phía Tiwan thì cũng không hẳn à, những cái tranh lệch của ván này thực ra là có với Jin Dong nhưng nó là nhỏ lắm mà từ cái tranh lệch nhỏ đó thì Jin uh, kéo dài được ván đấu mà Jin kéo dài ván đấu thì cũng thuộc dạng là giống giống như kiểu là Genji ngày xưa Thế là Tiwan sẽ đánh Win, -win Game còn Genji thì uh, Ừ, họ sẽ đánh quắng là đánh trì trạc để cover ruler ngày xưa thì dân thắng cái cách đó trước thi one thì bây giờ sang bên phía jin đông thì ruler thậm chí còn được cover tốt hơn jin đông là một team mà có rất nhiều siêu sao nhưng mà họ vẫn lùi về họ cover ruler hết nước luôn thì đó là lý do vì sao mà jin đông vô địch liên tục hai mùa lpl và một mùa msi cái meta msi là meta mà cover siêu chủ lực ấy thì nó là meta của ruler rồi nhưng mà đến chung kết thế giới thì nó không còn là meta đó nữa meta đó nó 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 vẫn còn nhưng mà ít nhất là nó không đến mức gọi là quá op giống như thời msi thì vẫn do các lane khác như là top, rừng, mid tác động tới ván đấu tốt hơn so với việc là chỉ có chăm chăm cover carry. Thì uh, ván này bên phía của T1 ưu tiên cái lượt last pick của mình dành cho đường trên. Và cái lượt last pick này nó có giá trị nha. Có giá trị thắng đường cho phía T1. Kèo Aatrox và tê rất thắng đường, có lợi thế trước 369 phía bên kia. chỉ lợi thế nó không quá nhiều hay là không có solo kill thôi và cái bot của C1 là điều kiện thắng của ván này thì họ lại bị con Sena của Missing pick vào và họ không winland được. Thì cái vận hành của C1 nó gặp rất là nhiều khó khăn khi cái bot họ không winland đấy các bạn thấy này. Đầu trận bot winland và có CS dẫn trước nhưng mà để mà tạo ra big wave băng trụ hay là tạo ra một cái áp lực gì đó lớn lớn khu đường dưới theo kiểu là ăn năm khiên trụ tầm 11 12 phút thì nó là hơi khó. Nó hơi khó cho dành cho chất tướng đường dưới của C1. 369 đường trên proxy rất là chiều vì Maokai có oner liên tục lộ cánh dưới. quả ganh này thì ở ban đầu mình nghĩ là bên phía thi hoan chắc là cũng không có định ganh bởi vì honor mất tốc biến rồi anh em ạ honor mất tốc biến nó dẫn tới việc là pha ganh này thì nhìn nó cũng hơi dưn dưn tất nhiên đối phương cũng không đủ sức để mà gọi là hai đánh ba nhưng mà khi mà vi xuống thì đi theo hai mạng cái này là do bên phía thi hoan mình nghĩ là ganh dướn á canavi vét được hai mạng này nó khỏe hẳn Và cái bóc của thi hoan không còn cái thế win uh, triệt để dưới bot nữa đường giữa thì kèo này coi như hai bit afk gần như không có tác động tới ban đấu chấp nhận luôn chấp nhận một đổi một với mi đối phương luôn top thì đầu trận con cờ proxy này là farm gần như là bám rất sát theo thời gian đấy từ vị trí ba nhưng mà đánh một hồi khi mà bắt đầu có đồ ra trong này chặt quy đau á, thì ba sáu bắt đầu có dấu hiệu bị đuối đổ và bị đuối farm hơn nhưng mà không đến mức quá nhiều ấy nó chỉ tầm 10 cs đổ lại hoặc là 12 hai tân lính thôi hai đến 3 tân lính nó không nhiều đâu đây là quả mà honor đi bộ đấm quy sau đó thì cứ định giật về một nhịp không biết là cái giật về là như thế nào đây, cái, cái tham minh giật về là, là là để làm gì đây. Sau đó thì canavi xuống, ba đánh ba thì hoàn đâm cao và sau đó thì phải nằm xuống tới hai người. Canavi ăn hai bạn này khỏe quá. Còn nó tiếp tục cam khu đứng dưới. Botti 6 phút 7 phút mới ăn được tầm một khiên trụ thôi anh em ạ. Đây không phải là một điều kiện thắng được đảm bảo một cách tuyệt đối dành cho Ash và Kathleen. Thì vấn đề lớn nhất là con Sena này anh em này. Nếu như đây là những con như kiểu là bò các thứ thì mình nghĩ là bot tầm thời điểm này phải đến tầm hai khiên trụ cứ rưỡi, ba khiên trụ rồi. Vì Ash với Kathleen mà ở tầm ba cái lính đầu tiên mà ăn được khoảng chừng một khiên trụ đó, nó rất thành công rồi. Và sau đó cái lần về nhà đầu tiên là cái lần về nhà và bắt đầu sách ra giày cuồng nộ rồi thêm mấy cái mảnh đam tay này này là thời điểm đấy một big wave vào thì ăn được một khiên trụ rưỡi vì sát thương đầu trận thì nó hơi ít nhưng mà càng về sau khi sát thương nhiều rồi á có đồ rồi đó, thì những cái tên lính nó tràn trụ nó sẽ giúp cho boss của thiêu ăn được khiên trụ nhanh hơn nữa hai hai rừng afk dưới bot nhờ bot thiêu thì các bạn thấy rồi với hai xạ thủ bên phía của di thì họ farm họ giữ farm rất ổn nó không đến mức ở tranh lệch ba bốn chục cs với kẹo As với Kalista và Sena phía bên kia. Kalista thì nó có khả năng phục hồi từ Sena nữa. Nên là việc đi chết bot đối phương là điều không thể đối với T1. Quyết định của họ là ăn con rồng nguyên tố đầu tiên nhưng bạn thấy là đến 9 phút men được rồng. 9 phút mẹ là con rồng đầu. Ở thời điểm này thì sức giả chắc là phải bỏ thôi. Rất không nằm pha này. 10 phút T1 mất được hai khiên trụ 10 phút mới ăn được 2 khiên trụ và đấy là tình huống mà thậm chí là rừng đối phương đã ăn sứ giả cánh trên, rừng mình ăn dòng cánh dưới, tức là áp lực ở đây là áp lực 3 đánh 2 không làm được gì. Nên là cái triển khai early của phía T1 đã bị một cái vấn đề khá là lớn là không có được lợi thế như họ tính toán. Không có được lợi thế như họ mong muốn. Và tình huống ganh dướn của Honor thì khiến cho con Vi này có cái búa rìu sớm quá. Đây, 10 phút rưỡi ăn được khoảng chừng 2 khiên trụ rưỡi chưa phải là điều kiện thắng được đảm bảo quá tốt đến từ Kelly cùng với Ash ở đường dưới. Và vấn đề là mình nghĩ là do con Sena, do khá nhiều con Sena của Missing. Đó các bạn thấy không? Tầm 12 phút là họ ăn được đến hai khiên trụ nữa rồi. Nãy là hai khiên trụ, sau đó thì giờ là hai cái trụ đó là bốn khiên trụ rồi, lượng sát tương mang ra rất lớn rồi. Chỉ là cái áp lực của họ không đủ để ăn trụ sớm, trụ một càng sớm thì như mình đã phân tích ở những cái lần trước rồi cái trụ bot này các bạn ăn ở phút thứ 12 ăn phút thứ 14 thì nó cũng đều là năm khiên trụ cả nhưng mà nó cũng bị một vấn đề là nếu các bạn ăn được ở phút thứ 12 á thì bạn swap lên top bạn vẫn còn thêm khiên trụ đường trên còn, sẽ còn khoảng chừng 2 phút nữa để các bạn ăn khiên trụ đường trên nữa thì nó khác nó cùng là ăn năm khiên trụ đường dưới nhưng mà có thêm 2 phút để ăn khiên trụ đường trên chẳng hạn thì nó cũng là tiền cho kelly nó có tướng cần tiền để lăn cầu tuyết và end game cho khi đó thì việc ăn nó quá trễ khiến cho bộ đó bot 51 không swap lên cánh trên kịp ở những khiên trụ trước khi nó tiêu biến thì nó làm cho cái lợi thế ở ván này của t ăn thì nó không thực sự nhiều hoặc đây là một trong số những pha fail của họ đấy anh em này cả ý một chút đường trên 128 trăm 114, đây là một con a chấp sát lực và nó đã farm hơn cờ sân tây rồi có thấy xử lý kèo là bên phía của thiêu lực lát pick này của họ giá trị chưa ok giá trị đẩy xong trước di chuyển trước một dịch chuyển pha này thì canavi đã mất tốc biến trước đó rồi nên là bên phía T1 quyết định phát động tấn công nhắm tới canavi một con vi không có tốc biến đứng cao và có shut đao nhưng rất tiếc pha này chỉ là một pha một đổi một và pha một đổi một này với cái giá phải trả là đắt quá đắt dịch chuyển đến từ rớt ở một thế thắng dịch chuyển xuống dưới những gì mà rớt thu lại được là cái gì đây một cái tốc biến của ruler một cái tốc biến của missing và không có điểm hỗ trợ của vi luôn không có điểm hỗ trợ luôn anh em thì hai cái tốc biến này giúp cho mình phải tiêu cái gì cú dịch chuyển này còn rất hy sinh lợi thế cá nhân khu đường trên không có điểm hỗ trợ luôn các bạn thì trở lại kèo tốt là nó không còn đi đến cờ sân tê này nữa rồi khiến trụ tân lính là cờ sân tê thời điểm này bắt đầu nó, nó nó hơi quái vật rồi nha cái thứ hai là có mạng của canavi mạng Shutdown, thì lại chết ông ngon nè, mất thêm cái tốc biến nữa đổi lỗ chưa lời hai cái tốc biến đường dưới làm được gì không lời hai cái tốc biến đường dưới này có một dòng cho C1. Với tình huống không có tốc biến của ruler cùng với missing họ cũng quyết định bỏ cái dòng 2. Chỉ bỏ một dòng thôi anh em. Một cái giá quá hời cho một kèo top đang thua tự nhiên thành một cái kèo mà nó quá khỏe dành cho 369. Một con dòng nguyên tố để cứu lại một cái len như là cờ sân tê. Họ thấy là cờ sân tê về lên đã làm được những gì rồi. Đơn giản là buông bỏ một con dòng nguyên tố tôi phí con gì đâu. Đây. Buông bỏ một con rồng và rớt lại pha này không có dịch chuyển nữa vừa dùng dịch chuyển rồi nãy rồi không có dịch chuyển lại phải bỏ thêm một tơn nữa nó là hiệu ứng domino ấy các bạn hai pha liên tục rất phải hy sinh lợi thế cá nhân để cover dưới bot và ăn được thêm một con rồng hai thôi là thấy kèo top này hết chơi rồi nó mất đi giá trị của một lượt lượt last pick bên phía của T1 và cái bot của T1 thì họ power pick được cái gì bên kia power pick Oriana bên này power pick được As cùng với Caitlyn thì các bạn thấy lợi thế hiện tại đường dưới không có nó ra không có bốn khiên trụ ở đường dưới hết rồi không ăn được trụ pha này cũng không gỡ được cái gì cánh trên cả đối phương tham minh băng trụ ở thời điểm mà các bạn thấy cái quay top này quay top ba chín đẩy vào trụ hai rồi làm sao mà con cờ sân thế để đẩy được đến đây nếu mà con nát chóc không tp đi một quả mà nó không có được cái gì anh em không thể sau đó còn phải bỏ uh, lợi thế đường trên để ăn thêm con rồng nữa thì bên phía Jin Đông họ xử lý rất là, rất là cơ bản thôi. Tôi không có hai tốc biến nên tôi, tôi, bỏ. Tôi bỏ tôi cho con cờ sân tây đẩy trụ hai sau đó nó đẩy trụ hai sau đó nó bot làm một quả mà con chóc này kể cả, cả phát này có TP cũng không xử lý được anh em. Đối phương băng trụ. Rất là thế lính như vậy, ở cánh trên thì không gỡ được trụ vì làm sao mà chạm trụ được nên nó tơn nó đã tới trụ hai nhà mình muốn muốn đẩy từ trụ hai nhà đối phương à nhà mình đến trụ một nhà đối phương mất rất nhiều thời gian. Và thời gian đấy bên phía của Jin Đông làm cái gì? Cho 369 người vừa được hưởng lợi rất nhiều trong khoảng thời gian vừa qua xuống dưới bot tấn công ép tốc biến ép chu cuối faker lời quá lời và cú dịch chuyển này của 369 xuống đường dưới đổi với cái tốc biến của faker lời trụ có cái trụ đường trên của 369 thì rõ ràng là rất mất rất là nhiều thời gian để đẩy thì vừa đẩy đến nơi đối phương nhấn tp lên cái là đón nguyên tân lính luôn mà cú dịch chuyển này của 369 có trụ nha còn cú tốc biến này của faker là không có bất kỳ cái trụ nào luôn để đổi tốc biến lẫn dịch chuyển, vẫn OK. Đây là những cái macro rất là hay của phía Zindow Gaming. Và nó xuất phát là bên phía T1 có những pha xử lý tình huống, mình nghĩ là xử lý tình huống thôi. Nó chưa thực sự ổn với cú dịch chuyển của Zeus, Họ không khai thác được mạng của Ruler với Missing. Nếu phần này ăn được hai mạng cho Zeus thì lại ngon. Cú dịch chuyển này nó sẽ giá trị rất là nhiều. Nó sẽ gỡ được những lớp khiên trụ khu đường trên mà 369 ăn được. Còn đây là tình huống giao tranh mà phía t bắt buộc phải rút lui vì sứ giả họ không được trụ và 369 các bạn thấy là luôn luôn nó luôn, luôn nó tạt. Luôn luôn nó có những góc tạt cực kỳ khó chịu. Rất là áp lực luôn. Thì Jin Đông pha này họ phòng thủ được trụ mid, sau đó thì họ giật về. Cũng có một cái tham minh với phía Tiêu được trụ nhá. Cũng có một cái tham minh với phía của Thi có ăn được trụ. Được giữa đối phương nhưng mà ngược lại thì cũng bị bên phía của Jin Đông ăn trụ thôi. Và cánh đẩy lẻ kèo này không còn lợi thế nữa rồi. Muốn cơ sân tay ăn tiền hai trụ cánh lợi thế quá lớn cho cái vị trí của ba sáu chín lại có sát lực nữa không thể nào chặt qua cái lượng máu của một con cơ sân sơn tây châu đến như vậy và bởi vì guma bắn này bị 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 không thắng đường anh em như, như. bị không thắng đường nên bị chậm đồ đồ này đã phải là một cây vô cực rồi anh em mà đến thời điểm này vẫn chưa có thì làm sao bắn qua con cơ sở ở đây? vẫn chưa có vô cực này anh em này chậm đồ quá. nếu bạn tự tự ăn được trụ bot sớm, nếu mà uh, không bị bất ngờ bởi con Sena này mà Greenland bot đặng đậm đặc hơn, thì có thể lập được trụ bot sớm hơn, có vô cực sớm hơn, thì đã có thể có mạng con Kestlin này, à, con 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 Vi này rồi. không đủ đam giết canavi thiếu đam anh em ạ. không có đam vô cực chết ngược lại hai mạng vẫn có sân tên ấy, nhìn nó <laughs> nhìn nó bất tử quá anh em à. ván này kết còn phải vô cực sau lại còn phải dominic mới bắn được anh em ạ mà dominic các bạn tưởng tượng là kết này đầu hai vô cực đồ một phong thần kiếm nó bị thiếu tàu đánh đầu ba nó phải là đại bác mà đại, đại bác đầu ba thì <laughs> bao giờ mới có dominic đây bao à, giờ mới có Dominic đây nên là cú dịch chuyển của rớt xuống cánh dưới để bắt missing và ruler fail á nó để lại một hậu quả rất là nặng cho phía t 1 là không có được áp lực đầu trận ở bất kỳ một đường nào đường dưới có áp lực nhưng mà áp lực nó không đủ lớn nó không đè chết được con calista của ruler vẫn farm rất tốt vẫn có mạng trong team fight ok chưa và sau đó thì guma để mà có được dominic thì Lúc nãy cơ sở nó đã có tới cái, cái, cái gì rồi anh em, quả 369TP, gần như là dấu chấm hết, gần như là dấu chấm hết với một cái vị trí đứng mà không ai có thể cover Gumayushi được cả, quá khó khi đối phương dịch chuyển bọc đầu thì nó là thế gần như là thua chắc rồi, rớt cố gắng Q3 tốc biến gỡ mạng nhưng mà cũng thiếu một tí đam, <laughs> nếu mà con A chắc này, tao vừa rồi mà có thêm một thanh trường kiếm thôi là đủ đam rồi đấy chỉ kiếm ở đầu ra với cú tp xuống dưới bot mà không ăn được cái mạng nào không ăn được acid anh em quả đấy bên phía của đông họ xử lý với hai cái tốc biến hay quá mình nghĩ pha đấy thì thi hoàn đánh hơi dướn tức là đánh chậm lại một chút để chờ pha sau đánh với cái tốc biến đối phương chưa có thì cũng ok Và tính toán của thi hoàn pha đấy thì fail sau so, pha ba đánh bốn này cũng hơi hoàn toàn là vằn Thôi à, ván hai đến đây xong rồi anh em ha. Ván hai đánh đến đây là xong rồi đó. Làm Kathleen này, mặc dù ván này thiếu ăn kéo được dài thật. Thiếu ăn kéo đến gần 40 phút là rất, rất rất, hay rồi. Nhưng mà đến 40 phút vẫn thua thôi. Vì các bạn biết là đồ ba Kathleen phải lên đại bác xong rồi đồ 4 mới có Dominic thì còn cờ sân tây đến thời điểm đấy nó cũng đẻ trứng rồi. Nó đọc anh tạc cái bản đồ này đến cái cỡ nào rồi. Đó, các bạn thấy rồi đó. Cầm Baron xong, push xong gác. 8.000 tiền, 7.000 mấy cho tới khi mà Guma có được cái Dominic còn phải lên thêm cái đồng hồ nữa. Nhà đã gọi là banh chành hết rồi anh em ạ. À. Chưa có Dominic này. Bên kia còn có Dominic trước cả Guma nữa mà. Nhưng mà có Dominic bắn đau thật. Có Dominic nó khều khều mấy cái đòn đại bác vào người những con như kiểu Calista hay là con 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 Sena này đau thật. Nhưng mà cũng vậy à. Dominic rồi này. Bắn cũng đau rồi đó. Nhưng đến thời điểm này cờ Sơn tê nó có cái gì rồi, Orianna cũng có tới cái gì rồi. Và thế là các bạn nhìn cái thế ba đường này. Ba đường như thế này thì rất phần này quyết định chặt nai nai đồng hồ xong cái nó đi khó luôn rồi thử tp phía sau đánh nhưng mà đánh không nổi nhưng cờ sân tê vãi thật bất tử rồi đấy bất tử rồi đấy để ván ba thì lại lợi thế cho phía t 1 Lợi thế đây là gì? Họ được quyền chọn đội. Họ được quyền chọn đội phía đội 1. Và phía của Jin đã ngay tức ban đi Rumble và Oriana cùng với Poppy. Còn Thi thì lại ban ra van với cả Nico thôi. Mặc định ba lượt ban này ha, không thay đổi. Mặc định ba lượt ban này luôn. sau đó thì bên phía bên kia ban đi Rumble, Oriana cùng với Poppy. Thì à, Thi sẽ có những power pick như thế nào? Họ ngay tức pick Kalista nhưng mình tưởng ban đầu là họ sẽ pick ask cơ mình tưởng ban đầu thi sẽ pick con As để mà ghi cái lane bot nhưng họ pick calista anh em ạ họ muốn pick nó khỏi tay của ruler không cho ruler đánh calista nữa và họ biết được là bộ bot đối phương là một cặp đôi mà ruler sẽ mạnh trong việc là đánh những con xạ thủ dps và giữ vị trí tuyến sau nên là thi cũng không nghĩ là đối phương lại đánh được as và varus khu được dưới như thế nhưng mà bên phía gì đâu nó là chúng tôi đánh được họ pick và họ đánh họ pick cái cặp này và họ đánh họ đánh lane dưới bot luôn, đó. họ đánh lane dưới bot luôn. Guaeusy Kera những cái đội đầu gọi là cực kỳ ngợp luôn đó. Nó, nó tới cái mức mà bị băng trụ chết con Calista luôn mà anh em. Thì đây là những cái tính toán về phía Djinong đã có những thay đổi rất là tích cực cho ban pick. Chỉ có Rambo gọi là pick hơi cố chấp một chút ở ván 1 ra thì đến uh, ván hai, ván ba, bạn thấy là bot ván 2 thì đánh được Sena cho Missing, ván 3 thì đánh được Ashe cùng với Varus. Mặc dù trước đấy họ đánh cũng không nhiều, họ cũng không đánh, nhưng không đánh. Nhưng mà họ vẫn pick và họ đánh được. Ờ, trong một khoảng thời gian ngắn mà họ đã tập luyện được cái cái việc sử dụng virus cùng với Ash của đường dưới hoặc là những con như là Senna, trước đấy sinh gần như không đánh Senna luôn. Nhưng mà đang spam Senna trong họ đơn Hai tuần. Một tuần nay chứ tầm một tuần nay. Như spam Senna liên tục luôn. Thì bên phía của T1 quyết định lấy một con Renata Glasc. Nếu như họ lấy Caitlyn ở lượt pick cuối cùng, mình nghĩ là họ có thể đi đường được họ có thể đi đường tay đôi với bộ đôi đường dưới bên phía của Zindo Gaming nhưng mà mình nghĩ là cũng không thắng được đâu đi đường ít nhất là hòa thôi mình nghĩ là hòa hòa hoặc là ít nhất là cũng sẽ không vào big way để vào những cái tân lính đầu tiên ở dưới bot để mà bị đai trụ thôi những quyết định của Kerry pick Ray class để đánh teamfight đây là con tướng đánh teamfight còn đi đường yếu lắm đi đường nó sẽ mạnh hơn những con như kiểu là bò ra cam các thứ với những con bò ra cam nó con thuần ra với team rồi đánh hai hai rất là yếu thì Retaclass làm con tướng đi đường tầm trung nó sẽ hơn những con như là bò Rakan nhưng nó sẽ thua những con như là As, Varus, Caitlyn thì ván này nói chung là pick vào để đánh Tifa thì cũng ok chấp nhận là thua đường chấp nhận bị die bot thôi bên kia ban đi thì đấy ba với <laughs> 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 ban đi hai con tướng ra mình cánh trên vì nhìn cánh trên con Aatrox này blind pick ghê quá con Aatrox blind pick của rớt mà ở ván một đấy các bạn là được trăm và đấm con rumble của 369 không thấy mặt trời đâu nhưng thời điểm này pick vào đánh ôn kèo nữa các bạn đánh ôn kèo luôn tất nhiên là nếu đối phương pick cá sấu là thua len đối phương pick uh, cá sấu ở đây là chắc chắn là thua len thua khoảng chừng hai tên lính đổ về là ok nhưng mà về về về, về lấy game mà cá sấu nó không ăn game sớm được thì nó đuối thôi nhưng đây bên phiếu Jin Đông ở ván này các bạn thấy không? Họ thay đổi liên tục họ có thể thay đổi lối chơi của họ và họ đã bắt đầu có những sự thay đổi lối chơi khi các bạn thấy là họ là một đội thích đánh dọn team fight thích đánh lết game nhưng ngày hôm nay họ pick win lane win game nếu mà che tên đi thì mình nghĩ là nhiều bạn có thể sẽ nhìn nhìn nhầm nữa tức là đây là đội hình bên phía t 1 còn đây là đội hình bên phía của jin đông này <laughs> chắc là chắc là thay cặp bít rừng đi tí thôi cặp bít rừng này bạn thấy là thi đánh hoài à họ đánh uh, Real đi rừng mặc định cùng với Oriana và Azir đó là một combo mà thi 1 cực kỳ thích đánh tại thời điểm này và nó nó thực sự hiệu quả với những cá nhân như Faker và Honor và ván này là ván mà Faker Honor gánh chắc chắn là như vậy Top đối phương đã chấp nhận pick một con cá xấu rất không có lợi thế đi được bot đối phương đã pick virus và Ash Guma Yushi không có lợi thế đi được cặp mít rừng này là một cặp mít rừng không có áp lực trong việc đi lên không có áp lực trong việc đánh 22 nếu muốn áp lực nó phải là cỡ kiểu sai lát ở đây này còn nếu mà pick rail thì, thì... mà sai lát phải đi đường rất là tốt nha mà pick rail asia thì nó chỉ là có một con asia để đường một con rail đi kiểm soát và khi các bạn thấy là hai đường cánh mà nó thua ấy những con như là da van hay là rail này này nó cực kỳ tù và thậm chí nó sẽ có thể bị cướp rừng bởi những con rừng carry ví dụ như con vi ở đây nhưng ván này thì quyết định của canavi là đánh u không thì nó cũng là một con tướng đi rừng mà bên phía của di Đồng đã xử lý nó ở đầu trận là di chuyển sang năm người đổi cánh rừng với đối phương băng trụ ở dưới boss. họ rất là thành công họ đổi cánh rừng và sau đó thì họ băng trụ đây là một pha mà reo của honor dính phi thạch mất máu nhiều quá ăn bãi chim thì có gì mất bùa đỏ Thực chất là chim còn ăn không được mấy con chim nhỏ nữa cơ nó bị kẹt level một đi rừng bắt buộc phải đổi cánh rừng lên cánh trên bot đối phương asvarus nhấn hồi máu sớm sau đó băng trụ chỉ là quả này missing nó làm dở đấy chứ missing mà nó làm tốt rồi rua không chết thôi anh em nhé bởi vì bạn tưởng tượng cái tân lính vẫn là tân lính level một của phía t vẫn là tân lính level một đến từ kumayoshi và kerry còn không hồi máu nữa thì cái tân lính này nó muốn lên hai là phải giết được con xe to anh em ạ mà xe to thời điểm này thì các bạn biết là cơ chế của trò chơi này là kể cả những cái máy dọn lính nó không dọn được con xe đầu tiên nữa mà thì ván này kerry không có máy dọn lính nó không có đam để giết được con xe to ấy nó chỉ là giết được một con lính nhỏ ở đây giết thêm một con lính nữa thì vẫn level một vẫn level một anh em ạ và để lên level hai bắt buộc phải là con xe to <laughs> nhưng mà uh, tự nhiên có ông missing ông ấy chết thế là carry lên hai thêm một con lính nó vẫn level một anh em này một con lính này vẫn level một đây là con lính hít kinh nghiệm đơn rồi nhá không phải là chia với guma nữa vẫn level một mà tự nhiên con tướng này nó chết này Up level hai cộng vào quy flat quy gỡ được hai mạng <laughs> missing quá báo missing quá báo ruler rồi nhưng mà thực ra lợi thế đường dưới vẫn có, thực ra lợi thế đường dưới bên phiếu gì động có rất lớn là khác, nên calista một xe chết rồi mua được cái gì đây? Nhưng mà nếu như nhá, nếu như Missing xử lý ping hơn thì lợi thế đường dưới di nó sẽ còn lớn hơn rất là nhiều. Thay vì cái tranh lệch hiện tại như thế này, thì nó sẽ là tranh lệch uh, ví dụ như là Ruler còn sống phải vừa rồi lại dọn hết cái tân lính này đi, có thể cho mình một khiên trụ đi, một tân lính nó khoảng chừng hơn trăm tiền, khiên trụ 125 chia cho hai người đi thì chắc là Ruler đã có thêm được một lượng tiền khá khá rồi. Hoặc là một lượng kinh nghiệm nó nhỉnh hơn so với Gumayusi sau một đợt đánh nữa. Và rất là tiếc là báo thủ missing đã khiến cho lợi thế đường dưới của Jin Dong thì nó mặc dù vẫn có nhưng mà nó không nhiều được như là nếu mà họ xử lý mapping ping thôi. Ở đường giữa thì kèo AFK ha, top kèo farm hơn cho 369. Và có những khoảnh khắc của siêu sao. Trận này là một trận mà rõ ràng là khi mà bot và top bị thất thế thì faker với Honor lên tiếng đúng lúc những người mà chỉ cần đánh tròn vai ở những trận trước thôi là đã ok rồi và người ta chỉ muốn là faker cùng với Honor chỉ cần đánh tròn vai thôi không cần phải làm gì đặc biệt là top với là bot guma với là rớt tự biết cách carry rồi <laughs> nhưng mà ván này phải cần đến khoảnh khắc của faker và Honor anh em ạ vì hai đường cánh quá mủ rồi mặc dù vậy thì giá trị quá cho các thứ trong team nó vẫn quá tốt so với con cá sấu phía bên kia khi mà nó chất tướng đánh team 5, còn cá sấu thì nó chất tướng đi đường ở những level đầu và kiểm soát sứ giả thì t vẫn có được một dòng đầu nhờ cái áp lực đến từ Faker ở cái tình huống đẩy trước. Đứng trên thì quả này 369 bị em mất luôn mà. Pha sứ giả. Pha sứ giả thì Keria lên top với level 6. Lại một lần nữa nói về con sứ giả của T1 này. Keria nó là đứa mà có được hai mạng đứng dưới và nó ăn mạng đơn lẻ. Guma không có bất kỳ một điểm hỗ trợ nào, tức là không có kinh nghiệm. Và Keria nó hưởng chọn cái đợt lính khu đường dưới mà Guma chết ạ nó lên sáu giờ sớm tám không mấy đã bạn thấy là nó level sáu rồi và level sáu chạy lên tốt với một con Rata class thì guma sẽ phải tự chơi khu đường dưới nhưng guma tự chơi đường dưới thì pha flat r của ruler lại không đủ đam và thế là và thấy là keria có mặt ngay phía sau keria là một con as của missing nhưng đi sau là cái thứ nhất cái thứ hai là level năm level năm level sáu nó khác biệt hẳn cái r đó chỉ là mấy ông anh, anh già cánh trên đánh hơi vội thôi nghe nó chưa lên đến nơi Chứ phần này có con đưa tăng lên nơi là Phát này Honor level 5 Canavi level 6 Carrier thằng lên gần tới nơi rồi Honor vẫn ở level 5 nên không có R mở thêm mà Còn Ad nó hit kinh nghiệm ở mid nó level 6 nó bắn cái R khiến cho Honor bị stun một lúc nữa nhưng không sao Nói chung là Carrier có một tình huống xuất hiện với level 6 và giúp T1 vừa gỡ được sứ giả mà vừa gỡ được mạng nữa Chỉ là pha này nó hơi đen là không giết được Nai thôi Nai còn một, một máu pha này Với cả pha này thì rớt nó cũng kiểu bị nhùng nó muốn tích cái top hơn nữa Chứ pha này mà Oni con Ash này chắc là con Ash này cũng đi rồi không flash gì cả. Mà chắc là không có thông tin là con Ash nó flash rồi hay sao không nhớ. Nghĩ nhất là có sức giả cánh trên ha. Với pha di chuyển của Kerea có sức giả cánh trên và bot Guma không gặp nguy hiểm. Với mức kẻ bị thua như thế này mà chỉ sợ là Kerea nó đi đâu một cái là bot Guma gãy thôi. May là chỉ dừng lại thì muốn đổi spell vẫn ít nhất là farm lính được, không bị đến mức gọi là out game. Nhưng mà tác dụng của Kalista đi đường như thế này thì nó cũng bắt đầu bị giảm đi tương đối rồi đó quả này canavi này đi rừng này cái lối chơi của canavi này và cái phong cách chơi của canavi này thích tấn công thích mạng thích carry đây là thời điểm mà dòng sắp ra rồi tiêu ăn ăn trước được một dòng, dòng sắp ra rồi thấy một con áo chóc đường trên lên sát lực lên bung chiêu cuối ra gõ có được một mạng của Zerg. và kèo này là kèo mà bắt đầu có dấu lệch nhá lệch cho ba sáu chín nhá nó chết được pick cá sấu thì nó phải cam cho cá sấu xanh chứ nếu mà để con ăn chóc này đánh một hồi là cá sấu này đuối quá canavi chấp nhận hy sinh con rồng với tố thứ hai để cam đường trên cho ba một mạng tất nhiên là cánh dưới thì bộ đôi ruler cùng với missing thì họ sẽ không bị băng trụ đâu vì đây là tình huống mà canavi đã chủ động tức là cái thông tin mà bên phía của Jin Dong chuẩn bị tấn công đường trên á, nó đã tới vào off của họ khoảng chừng 30 giây trước rồi. Nên là họ sẽ không bị cái thế gọi là thế đối phương xuống băng trụ ngược lại khu đường dưới các bạn thấy là khi mà tân, tân lính nó tới là họ đang đứng sẵn ở vị trí rất là an toàn rồi Nên là cái sự chủ động của một cái đội mà họ có cái tính giao tiếp tốt là chưa hoàn toàn không có cơ hội băng trụ khu đường dưới nhá nó tức là có rồng được một con rồng nước khu đường dưới tiền thì thua tầm một nghìn mấy tiền cho bên phía của T1 và bên phía của T1 thực ra thua tầm một nghìn mấy tiền vậy thôi chứ các carry của họ là thua phải đến tầm hai nghìn tiền đấy <laughs> các <laughs> bạn nhìn tổng cách biệt về tiền nó là bốn đều và nó cách biệt tầm 1.000 thì, thì cái con ray tăng ăn 301 này là nó đã ôm quá quá nhiều mạng của team rồi thì tính ra các cái carry cánh trên nó phải thua đến tầm cái gì vậy nghe gì <cười> <cười> ok thì cái cánh trên các bạn thấy là carry nó đã bị thua rất là nhiều tiền rồi Thì hoàn băng trụ quả này cũng bị con át r quả từ bản đồ dưới lên trên thế này thì chịu giấy thép gai xong ăn cái r con át từ dưới bot đi lên top này à, đổi một đổi một thôi ha à. mà quả này uh, bên phía gì đâu họ phản xạ cũng nhanh á Canabin thì đứng kế rồi, Nai thì TP lên một cái là bên phía Tion bắt buộc phải bỏ mạng lại rồi. Trụ bot thì đối phương chấp nhận đánh Advarus, đây thực ra không phải là sở trường bên phía của đây không phải là sở trường của bên phía Jin Đông họ chấp nhận đánh để mà họ khắc chế bởi vì nếu họ không đánh là Thi Hoan đánh à nếu họ không đánh lối chơi này là phía Thi có thể pick vào Thi Hoan đánh à và họ rất là thành công ra dạ, early nha early họ lead được 8 khiên trụ so với hai khiên trụ của t Họ có được trụ bot trước so với đường trên của rớt có được trụ. Họ có một con virus farm hơn 40 CS so với Kalista. Và ruler vẫn triển khai sát thương pok cực kỳ tốt với những tình huống cấu gì trước thềm giao tranh. Chỉ là mình không biết phải lý giải như thế nào cái pha mà <laughs> cái pha mà ruler để cho con Rell nó flat đứt dễ quá. Nhưng mà pha đấy theo như mình giải thích á có sứ giả ở phía gì đông bỏ ha vì canavi vừa mất rờ flat dưới bot để ăn trụ rồi nên là họ bỏ sứ giả à, uh, rất là thích tấn công như vậy nhưng mà hai lần tấn công là bên phía của Din Đông có những thứ gỡ cả ví dụ một mạng cho 369 đường trên một lợi thế về mặt CS dành cho 369 họ hy sinh dòng hai có giờ họ ăn được trụ bot cho Varus với cả as nhưng mà họ hy sinh một con sứ giả thì An thường xuyên dùng sứ giả để macro tại uh, dòng với yếu tố tiếp theo thì đây là một pha mà con Varus đã bắt đầu poke được nhiều rồi nhá Varus với as bắt đầu poke được tương đối cái lượng tài nguyên của bên phía t về máu rồi. Thì chúng bắt buộc phải gọi sứ giả để mà di chuyển ra và kiểm soát con rồng nguyên tố này mà thôi. Thì cái quả mà Honor bị poke mất khoảng chừng 1 phần 3 cây máu là thấy khó mở rồi. Cực kỳ khó mở rồi anh em. Trời ơi, mất được cây luôn đấy ạ. Nhưng mà ruler với missing à nhầm. Missing với nai chứ. Missing với nai bị con rail này nó phát đứt dễ quá. Chết chay hai người luôn. Mà mình nghĩ là bên phía của Jin Dong dướn cái quả này mà để bị mở dễ như vậy á là họ tin là cái đại băng tiễn của Missing sẽ trúng. Họ tin là cái R của con này sẽ trúng nên là họ cứ định dẫn lên họ họ đấm. Ví dụ, như là ví dụ là Nai đi, Nai sẽ là à thằng support của mình nó chuẩn bị R nó R trúng cái là mình quăng địa chấn luôn. Ok chưa? R trúng rồi quăng địa chấn này. <laughs> lúc các bạn tấn công là lúc các bạn dễ ăn skill shot nhất. Cái trò chơi được nó thiết kế như vậy lúc mà các bạn tấn công là lúc các bạn dễ dính skill shot nhất vì lúc đó bạn chỉ có chạy thẳng bạn đấm nó mà thì nó trả skill lại bạn né kiểu gì bây giờ mà né cái là né sang ngang hay né giật về hay gì gì đấy là sẽ bị mất cái nhịp chay lên liền hoặc là đó là lý do vì sao mà những pha phản ganh ấy bao giờ nó cũng dễ hơn là những pha ganh và và khi một đội nào đó bị phản ganh ấy thì cái cái, cái tỷ lệ mà cái đội bị phản ganh đấy thua cái pha giao tranh đấy nó là rất cao bởi vì sao bởi vì bạn ganh là bạn đã dùng hết tất cả mọi thứ bạn ôn vào rồi hoặc là bạn đã bắt đầu có dấu hiệu đi dấn dấn cao lên rồi đối phương xuất bất ngờ để phản ganh một cái là bạn ăn skill chọn luôn là rất là dễ bị thua nên là những pha phản ganh thì bao giờ tỷ lệ mà nó thắng những pha ganh đó, nó sẽ rất là cao thì cái pha này là pha mà bên phía của đông kiểu đó đang tham tham tấn công thấy con reo mất nửa cây rồi này tốc rất là tốt đấy từ ruler cùng với missing rồi nó đại băng tiễn bị tốc biến sang ngang né xong rồi đang tấn công bị đối phương mở một quả ngược trở lại hồi mã thương thế là đi chay hai người luôn Ở đó đó là những khoảnh khắc còn siêu sao đó các bạn đó là những khoảnh khắc mà Uh, Faker với Honor đã kết hợp rất tốt với nhau, cực kỳ tốt. Người tung kẻ hứng. Người này mở một phát là Faker cũng lao vào luôn. Sau đó kè ra đẩy thêm một cái R thẳng vào giữa đường đối phương nữa. Đang ở thế thua. Hai k mấy tiền, không phải nhỏ. Thu 2k mấy tiền và bot đối phương đang có một cái chất tướng cực kỳ khỏe ở cái ở cái thời điểm này. Với Varus và Apok, Rael đã mất tới nửa cây máu rồi vẫn tìm file win thậm chí là win mà win triệt để luôn anh em mất đúng là một con rồng gió này mà không rồng gió này không mất luôn đã trừng phạt cái game trước mình đã nói rồi trừng phạt honor trừng phạt tín thật đây là một kỳ chung thế giới mà không những không báo tim lại còn có khoảnh khắc gánh tim xong lại còn trừng phạt hay những gì mà honor đã làm được là ngoài kỳ vọng của fan hâm mộ t rồi đối với cá nhân mình đánh quá hay rồi mà bây giờ đánh mít đúng kiểu là mít 1 cham a à, ba cham chứ nhỉ thì sao bây giờ đánh hai cham thôi ori của với azir dừng đánh 1 cham con rail là hợp lý đấy đối phương bắt buộc phải bắn poppy thôi đối phương ban rail thì mình pick poppy mình đánh cũng được giá van thì nó sẽ giá van nó sẽ hiệu quả tại cặp sau ấy cặp chung kết ấy còn con giá van cái cặp này thì mình nghĩ là sẽ hơi khó dùng bởi vì, vì sao Bot di đông đi đường hay và cái bể tướng của bot di đông nó cũng rộng hơn các boss khác một chút thế nên là việc mà sử dụng ra van nó cũng bị hạn chế ở chỗ là nếu mà ra van và bot thua thì nó nó hơi nó hơi mù mù nhưng mà cặp sau cặp bot của Weibo mình nghĩ là dễ chơi hơn cặp bot của diễu đông á thì đánh ra van lại là ok thường thì thi quan cặp này họ sẽ ban con ra van họ tự ban vì họ muốn có những power pick khác ra van vì không có ra van thì họ vẫn còn con reo mà Pha này Canavi bị ép tốc biến và sau đó thì T1 thiếu đam để dứt điểm nhưng T1 lại có một pha ép Baron được với trạng thái mau yếu của Canavi. Không có mạng vẫn ra ép Baron. Họ có sát thương ăn Baron và họ ăn Baron đủ nhanh với tình huống phân chia tai nạn đến từ Faker. Chỉ là cái quả chơi 369 thì hơi dướng thôi. Nếu mà về kịp với năm bút Baron này một mạng của Canavi nữa thì là một tình huống gọi là end game luôn rồi. Một chơi chơi 369. Sau đó chết ngược lại. Mất tương đối nhiều lợi thế ở bút Baron đầu tiên nhưng mà đội hình này ăn được Baron đầu là ngon rồi anh em vì sao bởi vì đội hình bên phía dưới đông là win, win game cá sấu talia Varus, As. chắc chắn là win, win game và khi mà win, -win game thì họ cần Baron đầu để họ end mà và họ mất Baron đòn đầu cái đã thấy khó chơi à thế hôm trước cái con on của đội xa cũng thế đội hình có on ăn được Baron đầu thì lại win rất cao nó là một lượng kinh nghiệm rất là lớn và nó là một cái tiền đề để đánh lết game ấy đối phương không có ba đòn một mình có Baron đòn một chứ chắc mình đã tận dụng được cái gì đâu nhưng mà đối phương không có Baron đòn một để end đó là đối phương cúp à đối phương bị gặp một vấn đề rất là lớn vào thời gian đấy. Đây chỉ có con rồng này là honor mất thôi. Chỉ có con rồng này là honor trừng phạt hơi sớm là bị mất con rồng này thôi trong suy suất cặp này anh em nhé. Multiply win. Bắt được Kanavi Faker trước đó thì lướt né được cái R phía sau của As, Và sau đó thì cover nhau bắt được thêm con As đang dướn dướn pop 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 pop, pop thứ nữa. Và cá sấu thì điều này bạn thấy nó đuối rồi đấy. Bắt được con As này nữa mất một con rồng gió nhưng mà lại có được mã gục lại có tim phai thắng và lại lại có tiền đề lại có tiền đề để kéo lên ok chưa missing từ cái quả mà tiếp tục biến ở level 2 dưới bot là thấy hơi báo rồi đó xong ván này đang đi kiểm soát tầm nhìn thì bị bắt lại nói chung là cũng không trách mỹ sinh được toàn đánh ra can xong rồi đến mấy cái vòng này bắt đánh át đánh sena gì gì đấy nói chung là toàn những chất tướng trái tay tập luyện trong thời gian ngắn thì làm sao mà bằng so với việc là carry nó đánh cái cái trò này cách đây mấy mùa từ mùa xuân rồi mấy cái trò này carry đánh từ mùa xuân rồi anh em các đội khác thì bây giờ thấy nó hiệu quả bắt buộc phải đánh và không phải là vì bên phía của họ họ tập luyện để mà họ, họ 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 tập luyện để họ vận hành nó theo kiểu là như thế này mà mình nghĩ là họ tập luyện thứ nhất là để hiểu tướng lỡ mà có đối đầu thì còn 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 khắc chế được bằng cách nào đó hoặc là đó phải mở rộng bầy tướng để cạnh tranh với thi quan nhưng mà chắc chắn trong cách vận hành của họ nó sẽ có những cái sai sót mà mà họ chưa thể nào phát hiện ra trong quá trình tập luyện trong một thời gian ngắn nên là bên phía của Diên đông ván này cặp trận này mình nghĩ là họ đã có những thay đổi rất là tích cực nhưng mà thực sự là trong thời gian ngắn thì nó chưa đủ để đánh bại thi quan quả này sao con rem được chết nhanh thế có giày thép gai không có giày gì kháng xong rồi ngần này giáp nhưng vẫn chết ạ quá trời là giáp nhưng bên kia nó xốc phát chết luôn mà ảo Nhưng quả này rất đứng thừa, rất đứng bị một quả hơi dướn. Đây là một tình mất 4 chiêu cuối của Jin Đông để bắt một con reo đếm số 38 giây. Mà thời gian đếm số 38 giây là chắc chắn nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với 4 chiêu cuối này. Thì t chỉ cần chờ reo nó hồi sinh thôi là Baron Free rồi. Bên phía Jin Đông có dám ăn Baron đâu. Quả này chắc chắn là không dám ăn. Bắt được dừng đối phương thật đấy nhưng mà tiêu tốn gần này tài nguyên là không dám ăn. Thì nhiệm vụ của t lúc này là lùi về đánh an toàn là chờ con reo hồi sinh là ngon. Nhưng mà hơi tiếc là rớt lại đứng trên tầm nhìn và bị bắt. Góc đứng như này là góc đứng để đối phương ăn Baron mình có góc mình team fight tốt á. Nhưng mà gần như đối phương không dám ăn rồi. Gần như đối phương sẽ không dám ăn những con Baron như thế này. À, giờ sai lầm này của rớt khiến cho rớt nằm xuống và sau đó thì mất Baron. Nhưng mà không sao, anh già lên tiếng đúng lúc. Lại là kẻ tung người hứng thay vì on uh, flat đứt giống như tình huống trước đó tại rồng. Thì pha này Faker là một quả để, để đời luôn đấy cái moment mà người ta đang so sánh với cái moment của 2017 khi mà Ruler flash chụp Faker, điểm chung là gì? Điểm chung nó đều là tình huống end game. Điểm chung nó đều là một tình huống dẫn tới việc là team giao tranh thắng và end game. Đó là điểm chung. Sự khác biệt ở đây là gì? Mình nghĩ pha này của Faker hay hơn. Ở chỗ là pha pha 2017 ấy thì Faker không có tốc biến, Ruler có tốc biến. Và Ruler tôi không biết là do Ruler tham minh hay là ai đó tham minh là cái tốc biến của Faker còn 10 giây thì nó flash thì nó R thì mình nghĩ là với cái thông tin mà đối phương không có tốc biến thì 10 virus phải đến 11 virus sẽ flash lên r pha đấy thôi còn cái pha này là faker có tốc biến ruler cũng có tốc biến nha nhờ faker đọc được cái não của đối phương thay vì là đứt eq lên đứt eq lên r đủ tâm không anh em đủ chứ còn này đẩy r chắc chắn là hitbox nó đến đây là chắc chắn là trúng rồi Mà đối phương flash đi sao chết faker thì sao không tôi flash đẩy góc như thế này thì đối phương đứng ở đây flash đi đâu Bây giờ flash vào đây cũng chết flash ra đây thì cũng bị đẩy về đó nên là mình nghĩ là hai pha này nó cùng một cái kết quả nhưng mà cái độ khó thì cái pha này của faker độ khó cao hơn vì cả hai đều có tốc biến phải đọc não đối phương được có kết quả quả flash r của ruler thì cái hay ở đây là khoảnh khắc đó là khoảnh khắc faker chưa có tốc biến trong vòng 10 giây thôi nó xích sao như thế thôi và sự quyết đoán của ruler thôi và sau đó thì bờ lanh các thứ tung chiêu cuối thì tùm lum hết ra <laughs> nói chung là hơi hoàn toàn thì pha này pha này đến những siêu sao khác như kiểu là Keria các thứ cũng đều phải khen phách cơ đỉnh mà mình có nghe mai check mình thấy là ai cũng khen phách cơ đỉnh thật sự đấy nhìn anh già gánh tim kìa sướng đang thế thua đang gọi là đội hình virus với ác cầm baron push thở oxy nữa giờ gì nữa anh già làm quả win game luôn ảo thắng trên thế thua luôn anh em rồi sang đến ván thi đấu thứ tư Jin Dong lại chọn được bên phía đội 1 và họ lại ban đi Rumble, họ ban Poppy và Rell Họ biết là Honor lúc này đánh ngon sang con Rell này rồi, không thể không ban. Nên là họ thay đổi. Bên phía bên kia T1 quyết định không ban Javan, họ ban Nico và Rakan. Họ không ban Javan nữa, họ ban đi Kalista. Ban đi Kalista vì sao? Bởi vì nếu first Kalista ở bên này ấy, thì bot T1 sẽ khó để win lên. Khó để có thể win lên. Và quyết định của họ là chấp nhận cho đối phương đánh Orianna Họ sẽ có được con Javan này. Bởi vì họ đã bị ban con Rell rồi ban thêm poppy rồi nếu bây giờ họ tự ban ra ban nữa thì đối phương phớt Orianna họ không có vào không pick họ không còn bao pick để pick ở đây họ ban calista vừa để tránh việc đối phương thắng đường khu đường dưới hoặc là đánh thủ len với calista đường dưới vừa để với mục đích là trừ lại một bao pick để mình pick trong lúc đối phương lấy Oriana ngược lại nếu đối phương lấy Javan mình lấy Oriana ok chưa thì là những cái toàn tính ban pick đến phía T1 ở ván này sau đó bên kia lấy Orianna, sau đó thì lấy một con Aatrox chọn mù và một con Belvet. Con Belvet này thì nó là một con tướng tấn công đến mạnh trong tay của Canavi và nó 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 phù hợp với phong cách chơi của Carniv đấy anh em. Ví dụ như là reo ở đây thì sao? Họ không ban reo. Bên này thì ban Javan, họ có thể lấy được Orianna bên phía bên kia lấy reo, họ cũng không có reo. Nói chung là Carniv sẽ đánh những rừng như vậy. Viago, Lisin, Khaizik, Zavan, hay hay gì gì đấy. Thời điểm này nó chỉ còn con Zavan là con tướng đi rừng ở trong meta nhất mà nó còn carry được. Đó. Thì tiên phía T1 ban mặc định rồi, ban mặc định rồi. Sau đó thì sao bên phía T1 không lấy lựa chọn đứng trên A trong trận mù mà lấy Varus bởi vì Varus là con tướng thắng đường ở khu đường dưới tại thời điểm này. A, Varus cũng có thể lấy cả cặp ở đây, nhưng quyết định của họ là để cho anh già dễ chơi hơn lấy Azir chấp nhận là phase hai đối phương sẽ ban đi những hỗ trợ mạnh cho tay của Keria và khiến cho Varus của Gumajusi đường dưới nó không còn cái thế thắng đường triệt để với việc là đánh đội hình hai đi nữa nhưng mà rớt lại lấy được con Zone ở đây con a này lấy ở lượt 3 đến từ bên phía của Jin Đông vì 369 tự tin là tại thời điểm này tôi có thể đánh được một con a chóc ôn kẻo cá sấu là gần như rất không chơi rồi không phải không chơi được mà thời điểm này nó không dễ để vận hành cá sấu trong một trong một game đấu ấy anh em vì về sau thực sự nó rất phế lỡ mà biến số diễn ra đầu trận mà bạn không ăn game sớm được đâu nó gần như là chấp một vị trí nên là thời điểm này đối phương sẽ không đánh cá sấu rồi tự tin lấy a chóc vì thực ra nếu mà không lấy a chóc ở bên phía bên kia người ta lấy a chóc là cũng hơi phiền rồi nha rất cũng đánh a chóc ôn kèo được nha mặc dù là ván trước thì có một con cờ sân tê khá là cháy ba 369 nhưng đó là do tiêu 1 xử lý lỗi thôi bên phía này thì lấy Jerry Lulu để win lên bot cái bot mà có Jerry Lulu thì đi đường khá là ok cho bên phía của Jin Đông họ đánh vận hành xoay quanh Jerry của Ruler trước đó thì mình đã phân tích thì bên phía của Siwan đã bị ban đi cùng với Reta với việc ưu tiên cho Faker đứng giữa một con Azir thì ở uh, lượt lựa, lựa chọn cuối cùng này nếu họ pick Kelly họ vẫn win cái cái kèo bot được họ vẫn win cái kèo bot được và họ sẽ giúp cho con Javan này có đất diễn trong việc kiểm soát rồng và boss của T1 có thể ăn được khiên trụ, có thể đẩy đường lên cao, có thể hỗ trợ ăn rồng, có thể swap sứ giả để lấy sứ giả nuôi Kathleen hay là nuôi Varus gì gì đấy. Nhưng, nhưng, ở khoảnh khắc cuối cùng, Keria nói, ngày hôm nay tôi sẽ đánh cánh trên. Guma tự chơi đường dưới, chấp nhận là không có lợi thế trước boss đối phương vì con ba đi đường yếu. Ba Rakan là những hỗ trợ roaming mạnh nhưng mà đi đường rất yếu. Và điều này khiến cho gia van của Honor cũng hơi khó chơi. Đây là một lựa chọn mà hy sinh quá nhiều thứ đến phía T1 luôn hy sinh đi đường bot hy sinh đi đường bot đồng nghĩa với việc là hy sinh thêm con Java đi rừng có honor <laughs> nó là hai cái hy sinh rất là lớn của T1 anh em nhé gần như là phế luôn cả ba vị trí rồi nhưng với một điều kiện là Asia và Yone nếu có lợi thế thì nó có thể bù lại được cái sự thua thiệt đến từ rừng đến từ bot và các bạn thấy triển khai đi đường thì rõ ràng là con ba của Keria đi đường bot khó quá bot ngộp bot tương đối ngộp nhưng mà kèo top này zone còn đánh hay nha. Đây là vì sao Carrier pick con ba này anh em này. Vì họ tự tin là có một kèo top win. Và theo phỏng vấn thì Rất nói là cái kèo này thực ra là Rất đánh từ một năm về trước rồi. Một năm về trước con Aatrox nó lỗi cỡ nào mà con Jhonny nó còn đi đường được. Thì thời điểm này... Việc lựa chọn một con... Jhonny đường trên đi cùng với một con Aatrox khi mà Aatrox đã bị nợp... Thì là điều mà Rất có thể kiểm soát được. Nên là... Thôi, bot chịu khó hơn tí dừng chịu khó một tí pick một con support ramming vào rớt carry và rất pick được đánh được đánh ra chất tướng nhà đánh gác cs đẩy đường liên tục nhà bot thì th th thôi chịu ăn đi ăn lạc sống qua ngày thôi <laughs> đúng là an lạc thôi an lạc với bot thì không thể nào win land ruler cùng với missing được nên là đây là một trận đấu đầu tiên mà mình thấy cái bot của thi gặp khó đến như vậy trong việc đi đường chỉ có thể là bot Jindong đông mà thôi chỉ có thể là bot Jindong đông mới có đủ sức để làm điều đó với thi mới có đủ bể tướng để làm điều đó với T1 và chỉ có bot của Zidong mới khiến cho T1 không tự tin đánh win lane bot để mà win game theo cái kiểu là auto mọi game mà họ cần đến khả năng carry của rớt cánh trên để tạo sự khác biệt hoặc là cần đến những yếu tố như kiểu là khoảnh khắc siêu sao của Faker Honor để win cái trận này Zidong không đơn giản rõ ràng là T1 cũng có những đối sách hay họ đưa ra những cái đấu pháp rất là tốt bởi vì không phải là bot bên phía bên kia dễ chơi tí nào nếu như mà cứ pick mặc định dưới bot Winland win game xong hồi mà không Winland được bot đối phương chấp nhận đánh những Senna Kalista giống như ván trước đây anh em là cực kỳ khó để end game luôn nên là việc suy nghĩ đến phương án hai trong những trận đấu là điều rất hay của T1 cũng giống như Weibo vậy nó không thể nào mặc định để đấu tự chơi không đường trên được đấu có khả năng carry mà thì lý do vì sao mà lại không cho đấu sai carry khi mà đấu sai có khả năng là điều đấy đúng không tự nhiên lại làm khó mình tự nhiên mình có một top super top top god các kiểu có khả năng đánh carry mà lại không cho đánh carry trong một meta mà carry đường trên đang rất khỏe như vậy và cái sự đa dạng chiến thuật nó đến từ những người chơi là chủ yếu ví dụ thi quan những vị trí của họ thì có bể tướng rất là rộng đặc biệt là cặp bot có thể đánh được đa dạng chất tướng đường trên của Weibo Gaming được xa đánh được cả tanh lẫn cả carry thậm chí đánh carry theo dạng là bố đời bởi vì là làm gì có ai đánh ở đi top làm gì có ai đánh Queen đi top cái meta này vẫn chơi miễn là hiệu quả kéo này các bạn nhìn rớt nó gác cs này quả r vừa rồi hơi mù mắt tí chứ không sao gác cs quá trời gác len auto đầy mid thì hai mid afk early bot thì hơi khó cho vị trí của gubayoshi một chút với một con bass support không có nhiều giá trị landing nên là honor đánh vòng rừng từ trên xuống thì bị uh, mất cua dưới may là ăn được cua trên không thật rừng lắm Thôi, phan chiu, chiu đánh teamfight thôi phan chiu chiu thì đánh teamfight thôi anh em hoặc là phan chiu cho con ba này tí nó có khoảng chống nó ra minh được một hai mạng cho con jone là nó gánh được thì các bạn thấy là vấn đề sát thương của thi hoan là cực kỳ thiếu luôn lúc này Azir -a mưa kiếm mới cầm được cái gì đấy lam ngọc dày thường <laughs> không có Dam, có một cái danh dao găm này thôi không có một mảnh ap nào đấy không có phong ấn cái gì ở đây luôn này là quả flash xuống của Kerrian là cảm, giác bị thiếu đam trầm trọng. Faker đã xỉa mưa kiếm vào người Nai trước đấy rồi. không biết tại sao Nai lại đi vào trong hang Baron ha, tính làm gì ở đây không? Lại còn lách cua của Canavi đấy chứ. Xong đi vào đây làm gì nhỉ? Sao lại phải ngoan ngoan ngờ trở ra làm sao đấy? Đáng nhất theo lý thuyết thông thường đi bộ về đến cái hướng của cua xong rồi đi về hướng Canavi là ngon rồi. Bị Faker xỉa mất máu khá là nhiều nhưng may là Faker không có đam nữa. Thế quả này, quả này khi mà nó làm tráng rồi thì Honor nên là một tình huống EQ theo kiểu là flat EQ chứ đừng EQ flat. EQ flat không có đam. EQ flat mỗi CC hết tung à. Mà cái cần phát này là đam để giết Nai kìa. Giết nó hơi mất thời gian đấy. Sau đó chết Kera Faker luôn. À nhầm chết Honor với cả à, Faker luôn. Nó đổi phát này không lời anh em nhé. Rất đường chơi vẫn gác được mười mấy CS nhưng mà quả faker order chết đổi mạng với nai là không lời tí nào bị xử skill fail ấy quả này carry flash Q tốt rồi honor flash eq nữa là có thể là dứt điểm nai trước khi nó sóng âm rồi con bel này ra early nó vẫn farm được nó có hai điểm hỗ trợ Jin Dong quyết định swap lên ăn sứ giả và thả sứ giả để giúp cho ruler có được cái lượng tiền. Faker ngụp luôn. Không có đủ tầm nhìn là Faker di chuyển lên bị cái Lulu flash đứt guma mặc dù có lợi thế đường dưới với tình huống được free farm nhưng mà đường trên ruler có lợi thế nhiều hơn với hai mạng tưởng là có ván năm rồi đấy anh em ạ nhìn đâu là tưởng có ván năm rồi đấy anh em nhìn rất giống có kiểu là có ván năm rồi bởi vì sao bởi vì ruler ăn hai mạng đường dưới sao nó cần được nhường tiền sử giả <laughs> nhìn cái jerry thì nó khỏe điên luôn đấy anh em mặc dù guma đấy không tệ nha chỉ có quả vừa rồi rờ trượt nhưng mà thực ra pha đấy rờ chúng thì nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì ấy. nên là nhìn con Jerry nó có chuẩn bị nó nó vào team fight nó nó làm hết rồi đó các bạn nhìn Guma này thực ra Guma pha không tệ nhưng mà quả vừa rồi thì vẫn, vẫn bắt buộc phải ở lại đường dưới để mà bỏ sứ giả sau đó thì gỡ lại nhìn farm tính ra là guma vẫn có đồ vẫn có Dam, nhưng mà Dam không nhiều bằng con jerry sau kiểu là nó có mạng như thế này thôi mid thì con oriana của nai farm rất là tốt chỉ có top là rất là người có lợi thế mà thôi và các bạn thấy rồi khi mà bot mà không win lên được thì con javan này cũng rất là khó chơi con javan có nó thực sự là cũng bị một cái vấn đề là bị thất nghiệp đấy nhưng mà may đấy kèo top này anh em là nhìn này kèo top này bây giờ con a chóc đi với a cũng thua mà đi với cả jone cũng thua rồi lấy cái giải thép ga đi Azir là, là cút chắc rồi à. luôn luôn có một đường nào tháo thắng phải là đường cánh trên và đặc biệt là rớt nên là rớt để mà Kerea có thể bám víu vào và gỡ game thì may là rớt vẫn xử lý đường tốt đấy chứ có lợi thế và thậm chí lợi thế lớn Chứ nếu mà lợi thế tầm 10 CS ở 5 7 CS thì nó nó không tính tiền Nhưng mà lợi thế này tầm 30 CS là ok nhá gần 1000 tiền anh em nhá chấp nhận là dừng đây bot thua thì dừng cũng thua thôi Mid gần như afk farm với nhau bot bên nào hơn thì dừng bên đấy bú thôi nhưng bù lại được một cái len top ok ha được một cái len top gánh tim đó được một cái len để một tí con ba nó còn di chuyển nó uh... cover nó hỗ trợ đẩy lẻ quả này thì đen không giết được Velvet ạ. Xui thế nhờ. Rất đặt mệnh tốt nhưng lại không có đủ đam. Canavi lượm được sứ giả té luôn. Jerry vẫn 7.000 tiền so với 6.000 Guma. Nhiều top gác được tầm 1.000 đấy anh em. 1.000 cho rớt nhá. Sau đó thì Canavi rồi. May không chết quả này. Vãi thật đấy. <laughs> bức tường dày như thế mà vẫn lướt lên được nó đang ở dạng chân thân nhưng mà tí mủ thì con không có đủ đam để giết con uh, Belvet beo này nhiều mấy quả mít mà có mạng cho guma là thấy ok anh em nhé bởi vì guma chỉ thua mạng so với ruler không thua farm thua một tí tiền khi trụ nữa và con varus này là varus nhịp độ và varus sát lực nhìn nó tín hẳn mình rất thích những con varus nhịp độ trong tay guma vì nó vẫn là một nguồn dps rất là tốt đội bên phía T1, 3 DPS. Bên phía của Jin bởi vì Canavi chơi quả rất là chấm hỏi nên là họ bị mất thế rồng ấy, họ bị mất cái tình huống di chuyển ra rồng nhưng mà họ có sứ giả để áp được trụ mid. Carrier counter sứ giả bằng thiên mệnh. Và sau đó thì tốc biến quy như một quy xịt bị sóng âm chết bởi Orianna của Nai. Mà Guma có mạng, Guma gỡ tốt luôn. Rớt la vào bóc vương miện đoạt mệnh hai người trước khi giật về. Canavi hút máu lại full cây nhưng mà sau đó thì cái quả lướt vào nhà chân thân là như thế nào đây ông ơi? Ông nhà chân thân làm gì đây đây? <laughs> quả này thì rớt nó quy ba đi rồi canavi tự nhiên chui vào nhà chân thân xong bị chết ạ à. guma ăn mạng nữa oh my god đến thời điểm bắt đầu thấy T1 có chút hy vọng trở lại rồi với đội bên phía T1 là đội hình team phái rất mạnh họ có ba nguồn dps và họ có khả năng trồng cc rất là tốt bên phía kia đông thì họ là một đội hình mà bot đã có lợi thế sẵn rồi chỉ cần đánh lùi lùi xoay quanh ruler là ngon nhưng mà ông Cannavi đâm sâu quá Pha đấy mà con bèo vét đấy nó không đâm sâu nó chết thì chắc là bên phía Diên Đông ăn được trụ mít rồi. Đấy. Ăn được trụ mít còn có thể về gọi là pha thêm một đống rừng nữa. Là trụ mít của ăn vẫn còn. Có mạng cho Guma nữa. Pha này chấp nhận đổi trụ đến từ cả hai bên mà thôi. Tham minh giúp cho Diên Đông có được trụ mít trước đấy. Như cái quả băng trụ này nó như thế nào đây? Con Velvet này nó Velvet này nó bị hoàn toàn là vặt à? Làm sao con này còn hai spell còn R mà bị con Velvet này băng trụ chết được? Hảo hảo. Ha ha hao tu luôn. Mặc dù on nó có một quả làm cái gì không biết nữa. <laughs> e đâu em? Đại địa chấn vào sao E EQ với gì đấy chứ hả? Sao lại quy không này? Canavi <laughs> vào góc chết rồi rất có khả năng carry rất đặt mạnh ngắt cái e cho đối phương khỏi giảm đam và sau đó thì missing hưu hưu cái gì đó bên phía bên kia nữa không biết nữa bắt lẻ được canavi trong tướng băng trụ phê và f baron với tình huống hành trình rút lui năm người bất lực chưa đó oh, bây giờ khỏe rồi ha yone khỏe rồi ha đánh ẩu đánh quá ẩu luôn bèo vét này chết hai mạng gọi là hai mạng nặng nợ thật sự đấy nhìn này sát thủ này bão tố có xuyên kháng nha ngọn lửa hóa có xuyên kháng giày pháp sư có xuyên kháng bây giờ con Asia này các bạn tưởng tượng xuyên kháng nghĩa là sát lực của bên uh, sát thương vật lý ấy. nó đều là sát, sát, thương theo kiểu là sát thủ Sốc sát thương rất mạnh mà phong cách chơi Asia của Faker là phong cách chơi theo kiểu là thích make play nó có hai phong cách chơi Asia một là Faker hai là Easy Hun thôi nó là hai đại diện đặc trưng nhất cho phong cách chơi Asia và một player nữa đang đánh theo phong cách của Faker mà đánh theo kiểu là đánh còn còn thích make play hơn nữa là Scout mình thấy Scout đánh ở LPL những cái năm về trước vài năm về trước đã đánh theo kiểu Asia là chỉ me me make play chỉ me me đứt EQ lên R nữa. bất kể tình huống nào luôn Scout nó ít khi đứng phía sau xỉa lắm nhưng Faker thì lo vẫn có đứng phía sau xỉa và vẫn phải make play nhưng mà make play những pha hợp lý thôi, không phải lúc nào cũng chăn chăm như thế. Nhưng mà thương hiệu Faker là những pha xuất Shuffle, thương hiệu Vision là đứng phía sau xỉa xỉa. Thì các bạn tưởng tượng cái đội hình ở bên phía Jin Đông này, này, hai giày thép gai rồi, hai giày thép gai, một giày pháp sư, một giày cùng nộ. Chẳng có tí giày kháng phép rồi, không có giày thủy ngân nào luôn. Thế nên là con Azir xuyên kháng bạn nhìn bây giờ nhá. Đội bên phía của Jin Đông Gaming 43 kháng phép, mình cộng sưng sưng cho các bạn đến thời điểm này phép cỡ phải tầm 40 mấy xuyên kháng rồi cái giày này là 18, cái này maximum là 20 này cái này thì mỗi đồ thần thoại nhớ không nhầm nó cộng 5 thì phải năm xuyên kháng phép thì tính nó là vào tầm a sát thủ sát thương chuẩn rồi đó một đội hình không có kháng phép zero kháng phép hai cái giày hai cái giày thép gai đánh với zone varus mà không lên giày thép gai thì cũng cút mà lên đồ như thế này thì phải hết sức tôn trọng cái lượng sát thương đến từ con Asia phía bên kia Randall như thế này. Nó không phải là Asia mặt nạ, nó không phải là kiểu Asia anh na so, Nó là Asia sát thủ. Những cú quy của Asia nó là cực kỳ đau nha. Nó là chất lượng nhiều hơn là số lượng. ạ Pha này Honor lại vào ăn được con rồng với trừng phạt xuất sắc, sau đó đi ra với cái điện an lạc. Sau đó thì sống sót với một chấm máu. Phía bên kia thì bạn nhìn Canavi này. Canavi bị fix cơ ở đây có khổng lồ hóa nhưng bị xỉa ở đây trời ơi quả này không biết là faker đi bao nhiêu đam vào người canavi đây. zone của rất hoàn toàn không vào đam anh em ạ chỉ có faker nó xỉa thôi này dùng e giảm đam rồi búp giáp đến từ lulu rồi khổng lồ hóa luôn rồi tiếp tục w lên xỉa ở đây mặc dù tốc độ xỉa đấy không phải quá nhanh nhưng mà bạn nhìn giữa sát thương kìa có phải là một mình faker cân ba phần này không một mình faker bây giờ cho honor bị gọi là chịu đấm ăn xôi để faker xỉa xỉa một lúc ba người luôn xỉa canavi sau đó thì la vào tốc biến r đấm mít sinh một phát một phần ba cây canavi hết máu không đánh ti phai nổi không có tốc biến luôn nai thì phải đồng hồ rớt thì thao vào vét mạng thôi thời điểm này là thời điểm mà faker carry phải carry bởi vì đối phương không có kháng phép faker carry được xỉa ác đạn nai chết canavi chết honor thì sống với một chấm máu đam ác đạn thật sự có trụ mít luôn một con baron đã tẩu thoát năm người sau đó thì còn cầm baron pk thắng ăn được cả rồng với trừng phạt xuất sắc, sắc đấy từ vị trí honor các bạn cứ nhìn honor các bạn là honor thì honor sống vậy thôi chứ thực ra là người điêu đam khủng khiếp nhất pha này chắc chắn là faker luôn nai xoáy sóng ngầm xong bị faker xỉa kìa trời ơi con Orianna bị Faker xỉa gọi là xỉa không thương tiếc luôn đấy hết cái đồng hồ này nay bị Faker xỉa mà rất đặt mệnh sau nó thì chặt chặt cái gì đâu không biết nữa nhưng mà <laughs> Faker xỉa 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 xong rồi Nai chết mà này xỉa hồi nay phát chết luôn này cái gì ác đạn mà nó không có thống kê đa mà nó không có thống kê đa mà anh em rớt farm hơn có búa tiến công rồi pha này keo ra lại bắt được một người với cái thiên mệnh ruler pha này e sang bên này để ăn bãi lính trên top anh em nhá không có e này báo ruler đã báo đồng đội rồi báo canavi canavi bị úp lồng chết có khổng lồ hóa chịu không nổi phải cơ đến xỉa nhẹ một phát thôi đúp sang e và sau đó thì quy vào xỉa một đòn thôi anh em tụt một đống máu luôn có khổng lồ hóa còn dễ phải nhìn máu đây anh em này đúp e sang đúp q a chịu 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 hẳn rồi lượng đam này là chịu hẳn rồi rồi lại rất là e ra sớm thế hơi su hơi su phải cờ đúp q phát minh sinh tụt máu kìa vãi thở oxy e lên ăn bãi lính trên top chiêu dữ Báo có Canavi chết Mất luôn trụ hai đường trên Không được xem cái lượng sát thương ở Fatify ở rồng ha Rồi đây, con Azir sát thủ bắt được một con Oriana đây Carrier R rất đẹp Dưới phương không có tốc biến nó phải cơ dồn sát thương Vỡ vương miệng và chết cực nhanh Đồng hồ có thôi để phá sau chứ dùng kiểu gì giờ Các bạn nhìn đồ đây nhìn đồ bên này đi anh em không có kháng phép không một ai có kháng phép luôn các bạn quá gọi là disrespect cái lượng sát thương đến từ một con Azir rồi họ không có phương án nào cho Azir Faker cho các team fight cả và đấy có thể để Faker về đóng cái mũ này anh em thôi 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 <laughs> Canavi bây giờ một tí kháng phép này Faker xỉa cho ba xỉa nó say sầm mặt mày chết luôn mà kiểu Canavi cũng bị bất ngờ ấy không nghĩ là mình sẽ chết như thế nữa lướt 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 cái gì đây bay bay cái gì đây ba xỉa một q Faker tốc biến né khen nước dị giới rớt đang vào đam rồng tốc biến đi đứt ra canavi quay người trở lại để ăn rồng ạ một xỉa hai xỉa ba xỉa q chết canavi đúng kiểu là what the <laughs> cái, cái cái gì nó nổ đây? phần này thì guma cũng xử lý hay nữa guma một mình cân hai tốc biến né Q3 bắn ruler chết luôn mà. Đàm vào rớt kìa, như một cái máy khâu. Bắt đầu đánh, bắt đầu chiêu cuối, sau đó thì E, sau đó đánh tay tích nhịp độ. Và khi có người chết, Varus bắn nhanh lắm. và rất nhịp độ, có người chết, nó phải bắn tầm 3 chấm tốt đánh anh em. Tôi cỡ đấy đấy. Sau đó bắn con Achok, chết không kịp flat luôn. Một sai lầm đi Tika và thi bắn có linh hồn rồng, có Baron. Faker xỉa ảo có nghìn rưỡi máu không còn có nghìn rưỡi máu không ơi một hai ba q a à. sau đó thì guma flat out play q ba chóc hết q ba đánh tay Rồi thử đánh hộ tốc đánh này nó hiện ra nhìn chóng hết cả mặt Asia 72, Varus 40. Trong khi đi lên thua và Jerry có hai mạng sớm, Zeri được nhường tiền từ trụ top. Nhưng mà sau hai lần nằm xuống của Canavi thì các bạn thấy rồi, một lần nằm xuống là rất nặng khi mà vứt Baron. Một quả nằm xuống khi mà Varus có mạng một đồ, đầu tiên ở khu đường giữa này anh em này, quả mà lao vào nhà chân thân rồi chết. Xong cái quả thứ hai là cái quả chui vào hành trình kỳ diệu xong mất rồng. Xong cái quả thứ ba là quả băng trụ mít. Từ Bevelvet 20 thành 22 thành 22 xong rồi thành 25 anh em ạ. <laughs> Hình ảnh canavi đâu rồi? Hình ảnh canavi vô địch LPL, vô địch MSI huy chương vàng ASEAN đâu? cứ bảo là canavi gì mà premium gì của rớt gói premium một tháng asean gì hút nít canavi luôn honor đánh quá hay canavi hôm nay thì thôi rồi mặc dù đã rất nỗ lực để tìm ra những chất tướng phù hợp với lối chơi của mình mặc dù hơi may, hay meta nhưng rõ ràng meta nó là meta honor đánh quá tốt những chất tướng trong meta này nó dễ dùng hơn rất nhiều so với chất tướng của canavi đấy là lý do vì sao mình tự tin dự đoán cặp này nó sẽ là ba một cho t chứ không phải là Jin Dong. Mặc dù là t thua Jin Dong ở MSI, mặc dù là Jin Dong hạt giống số 1 LPL, mặc dù họ đang được đánh giá một đội tuyển rất mạnh nhưng mình dự đoán nó là 3-1. Meta nó đã thay đổi. Meta đã thay đổi. Nó không còn là Meta của Kha'Zix, Lee Sin, V, Viego, những chất tướng mà Canavi có thể gánh tim, chất tướng mà Canavi có thể tìm dừng đối phương đấm bây giờ nó là chất tướng của reo nó là chất tướng của sejuani nó là chất tướng của poppy hai con mạnh nhất thời điểm này là một con javan cambot một con poppy băng trụ level 3 hoặc là javan bị ban thường xuyên thì nó sẽ là một con reo đi rừng đánh cùng với những pháp sư như Orianna, azir nói chung những gì mà Quan đang đánh hiện tại là meta <laughs> những gì họ đang đánh là meta bot hai xạ thủ tốt tự chơi với bể tướng đấu sĩ Còn uh, Weibo thì họ sẽ có cái meta riêng của họ anh em nhé. Weibo họ sẽ có cái meta là được đánh AD đi tốt. Thì cái meta đấy thì mình nghĩ là T1 sẽ tìm cách để khắc chế. Mình không biết là họ đã biết cách khắc chế hay chưa nhưng mà họ sẽ tìm cách khắc chế khi thấy Weibo đánh như vậy họ chắc chắn sẽ tìm cách khắc chế thôi. mình nghĩ là rất sẽ có đủ kỹ năng cá nhân và đủ cái đầu lạnh hoặc là bot thì sẽ có những phương án để hỗ trợ với những con như ba bùng cái thứ để mà hỗ trợ cho rớt trong việc là đi với cái, cái kèo khó của The Shire. Còn clip phân tích đây thôi anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi cái Uh, clip phân tích này, dù sao tiên 1 cũng đã thắng rồi. chiến thắng giúp cho LCK tiếp tục giữ lại hy vọng và yeah, giúp cho Văn Tùng tiếp tục kiếm cơm. <cười> <cười> Nhưng mà kênh chính dạo này mất đề xuất quá anh em ơi. Anh em xem mà thấy hay các clip của Văn Tùng làm mà các bạn uh, uh, có thể like lại như đợt like thì hãy để lại như đợt like cho Văn Tùng với nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em vào các clip khác nha. Chúc mừng fan T1 nha. Được dịp ra hang gáy tới đi anh em ơi. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở clip khác nha.